Thu Hồng thì sao cùng gương anh đi mua cái đầm mấy trăm ngàn, sao đi mây cái cao mấy trăm ngàn nữa. Họ đã cho tiện cái thì cho dù chi đáng cho đẹp không nào. Hồng ngu vậy, bây giờ giới gì ngu như hồi đấy nữa. Giờ đâu ngu rồi. Hồi đấy cứ có tiền nên ngu, như bây giờ họ không có tiền sao ngu. Sao chị thấy em bốt nè. Hồi đấy em mê lại mê dưới đây. Em mê kim vấy dưới đây dưới phòng hồng của em. Có đâu không, mấy người này tụi có yếu là một bệnh lớn đâu. Vì cái gì á, mùa lại là đồ xịn này nhăn má. Cái gió là gió xịn này. Cái gió là nhanh cái máy, ở ngoài số nó bán nhanh cái máy này. Cái là bộ ông hoàng mua không? Không trả tiền, thì mình lấy. Hello. Rồi lên đây mọi người, cái này hôm nay lên like đồ nam luôn nha, đồ nam like hùng xin nam dài luôn. Có hai ba hùng xin nam dài. Rồi từ xe xin ra. Bye bye, đi về đây. Hùng xin nam dài. Minh ơi. Dạ con. Mai Minh nó có hàng không? Có chứ, thứ hai mà. Giờ hỏi chị Hoa đi nghe quen. Hello. Rồi lên đi mọi người. Hello. Ủa coi số mở máy lên cho mẹ con. Lẹ nha. Mở máy mẹ ơi. Còn một bao áo ngoài kia nè, kéo vô luôn. Nhìn người ăn món hàng quay được cái chỗ này cũng nhập rồi. Rồi lên đi mọi người ơi. Lên nè. Cái này em có mấy áo sơ mi tặng nè. Chai gì vậy? Coi. Em có chai gì vậy? Một chai nè. Rồi em tặng cho mọi người một nhiêu áo nam đây nè. Rồi chia sẻ like đi tặng một nhiêu áo nam đây cho mọi người nè. Ok chưa nè, em tặng áo nam nè. Hôm nay tặng luôn áo nam nha mọi người nha. Rồi lên đi mọi người ơi, chia sẻ like đi tặng áo nam luôn nha. Bye bye nha mọi người. Bye bye. Trời ơi, có cái áo này là to giả mang luôn mọi người ơi. Nè em tặng hết áo nam nè. Áo nam em có nguyên một cọc nè, em tặng hết áo nam nè cho mọi người nè, rồi em like nha. Rồi nhanh tay. Em chia sẻ like rồi, mọi người ơi nhanh tay. Trời sao đáng lẽ á. Cái chị sao mày về sớm vậy cái chị? Mày về sớm hả? Mai chơi. Hả? Nghĩ để cho bé ba nó nhìn chút cho. À đổ nước, bôi đổ nước cho điện thoại mẹ. Rồi lên đi mọi người, nói chung là lên nè, chia sẻ like em tặng nha. Cái này là em tặng cho mọi người giá nói chung là siêu rẻ. Con gắn vô đây mà vô cái này lên nha. Con lên đi, cứ gắn vô xong rồi lên. Nhưng mà phải uống nước. Rồi uống nước rồi đè, lại lấy cho nha, biết đâu. Rồi chờ xíu nha, em gắn máy vô xong em đọc tên cho mọi người luôn nha. Em tặng áo sơ mi nam luôn nha mọi người ha. Tặng luôn áo sơ mi nam. Rồi
mọi người chấm 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 đi mọi người. Hello hello nè mọi người, ai thấy nè mọi người nè. Rồi thấy mọi người nè. Rồi lên luôn nha mọi người nha. Làm lên luôn ha mọi người ha. Rồi chỉ cần chơi em hai lần lên trang cái nhân mình năm hồi nhóm nó được rồi nha mọi người nha. Rồi mọi người ơi, ai đang xem thì mọi người chấm 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 chia sẻ đi em tặng nha. Chờ xíu nha mọi người nha. Cua đá đơn của em cùng đơn với Nguyễn Hạnh với chị rồi. Ok em nha. Ok em mọi người ơi, chấm ABC. Rồi ngày mai làm nha Vi Huyền nha. Hôm nay chủ nhật á mà lu bu quá. Rồi có gì ngày mai làm đơn nha em nha. Ok em ngày mai làm đơn gửi view qua cho em ha. Rồi nè. Rồi ai chia sẻ like rồi em tặng áo đen này cho mọi người nè. Rồi mọi người ơi vô đi mọi người ơi, chia sẻ em chỉ cần hai lần lên trang cá nhân và năm hội nhóm là được rồi nha mọi người nha. Rồi vào đi mọi người nè. Vào đi, em tính em like 7:30 đó mà do nhà có mấy đứa em nó qua nó chơi á nên là em like trễ chút xíu ha. Rồi, em tặng luôn cho mọi người con này với giá là 30.000 thôi, 29.000 đi. Em tặng 29.000 thôi. 29k nha mọi người nha. Rồi size này là size L giùm em nha, size L em tặng 29.000. À, cái này em like 70.000 ha. Bây giờ đầu like em tặng 29k. Áo đang bận đâu có bán đâu. Áo đang bận này lâu lắm rồi. Áo của chị lâu rồi. Rồi lên đơn 29.000. 29k nha mọi người nha. Ai chúc mã này lên mã đen giùm em. Size L 29.000. 29k rồi nhanh tay nè. Nói chung là em tặng hết nha. Em không có sàng lọc cái gì trơn á. Chỉ cần mọi người chia sẻ lên trang cá nhân là ok nè. Rồi ok tặng cho Sùng Sato 29k nè. Sùng Sato nè, nhiều nhóm lắm nè. Chia sẻ like cho chị đi nè Sùng Sato ơi. Hai lần trang cá nhân và năm hội nhóm nha. Rồi 29.000 nè. Rồi 29.000 cho Sùng Sato. Rồi bye bye. Rồi cho Sùng Sato nè. Rồi con này size to nha mọi người nha. Con này size là khủng luôn á. Size này có khoảng 90kg. Cả 100kg luôn á mọi người. 90kg nha. Con này size 90kg nè. Em tặng luôn 35.000 ha. 35k size 90kg nha mọi người ha. 35.000 giùm em nè. Ai chúc mã này comment mã đại. Size này có khoảng 80 cho tới 90kg nha. Xì nam hả? Rồi để chị kêu cầm cái đưa bao quần xì nam xuống chị like. Chờ xíu nữa đưa quần xì nam xuống chị like cho. Rồi cái con này 35.000 giùm mình nha mọi người nha. 35k. Rồi mã đại 35. Rồi đại 35 cho Vi Huyền. Rồi ấy đơn rồi đó. Cái này nó uống thuốc hay đau quá rồi kìa. Bệnh quá rồi kìa. Mua thuốc cho nó chưa? Lấy nó uống đi kìa. Lại làm đi với nó không ngồi nổi nè. Đầu đâu học hay sao vậy mua với thằng con cho bé bà. Mua thuốc nhức đầu đi. Ủa nhức đầu có mà. Dạ nhức đầu rồi lấy thuốc nhức đầu uống đi. Lùi nam này chút xíu nữa. Đi mua với thủ công mình cho con bé mình biết. Rồi con này size XL nha mọi người nha. À chú XL lên XL giùm em nha, em tặng 35.000. Size XL nha, đẹp dày này 35k nha. Cái này đầu like em tặng nha mọi người nha, tặng nhưng mà là giá bán đâu á mọi người ha. Giá bán thì em bán 70.000 ai cũng biết rồi ha. Rồi cái này em tặng 35.000. 35.000 size XL nè. À chú XL lên XL giùm em nha, 35k. 35.000. Comment mã này mã sập giùm em, size XL 35. 35 nha mọi người nha. 35k size XL. Rồi 35k cho Thịnh Hương nè. Rồi 35k xám nè. Rồi 35k xám nha mọi người nha. Size này có khoảng 55kg quay đầu giùm em nha. Size này 55kg quay đầu. Ai chút xám lên xám 35.000. Trong hàng này em like 70.000 hết á. Nhưng mà cái này em tặng đầu like cho mọi người nha. Em tặng đầu like cho mọi người một con 35.000 ha. Em like 70.000 ngày hôm qua giờ rồi thành nên là ai cũng biết rồi ha.
Rồi lên đơn nha. Xám em 35.000. Xám 35k. Trời ơi con này, con này ai chốt thì em tặng cho mọi người. Con này nó to chập bá luôn, nhưng mà cái này nó hơi bị nhăn nè. Cái này như là cái hàng này nó bị lộn vô nè. Cái này là hàng si nha mọi người nha. Con này là con hàng si nè ha. Rồi xám cho Liên Nguyễn một con đây nè. Liên Nguyễn chưa có hàng tặng nè. Rồi con này là con đại chà bá luôn, nhưng mà con này là hàng si nha mọi người nha. Em tặng mọi người 10k thôi. Hàng này hàng si nha, 100kg quay đầu. Có khoảng 90-100kg như quay đầu hàng si á. Hàng si nhưng mà là hàng xịn nha mọi người nha. Hàng si chứ không phải là hàng bèo đâu nha. 10.000. Cái này là cỡ khoảng 90-100kg lần á. Nhưng mà si á, cái này đâu lột vô trong cái này em cũng không biết luôn nha. Em tặng 10.000. Si á mọi người ơi, 10.000 nha mọi người nha. 90-100kg 10.000. Rồi ai chút trắng lên trắng giùm em ha. Rồi comment mà trắng luôn mọi người nè. Rồi mà trắng luôn, size này có khoảng 40-55kg. Comment mà trắng giùm em tặng luôn nha mọi người. Con trắng này 30.000 mã trắng. Trắng 30. Rồi 10.000 với Hoàng Anh Phương nè. Rồi trắng 30 nha mọi người nha. Ai chút trắng lên trắng giùm em 30k mã trắng. Mã trắng 30.000 ha mọi người. Ai chút trắng lên trắng 30. Trắng 30. Rồi ai chút đỏ lên đỏ giùm em, đỏ xanh L, đỏ đô. Trời ơi cái vải của đó là nó có đồ dạng nhẹ nhẹ nha, rất là đẹp luôn ha mọi người ha. Rồi ai chút đỏ đô lên đỏ đô giùm em ha, 35k đỏ đô. Đỏ đô 35.000. Xanh L nha, đỏ đô xanh L 35k. Ai chút đỏ đô lên đỏ đô 35.000. Rồi ai chút mã này lên mã sọc. Rồi comment mã này mã sọc giùm em ha. Ai chút mã sọc lên mã sọc. Mã sọc size này 40-50kg thôi. Hai chú sọc lên sọc. Rồi sọc em tặng luôn 30. Sọc 30. Rồi chú mã đen lên đen XL. Rồi đỏ. Đỏ cho Nguyễn Thùy Trang. Úc Bạch lên số điện thoại nha. Quá số ngọn chút đơn được nha. Nguyễn Thị Trang gì vậy cho anh Phương ơi, cầm mấy bút ra không? Úc Bạch lên số điện thoại đây nè, Úc Bạch ơi, gì vậy cho anh Phương? Xíu đi em tặng hết một cọc này là mọi người ơi, yên tâm nha. Còn xíu đi em tặng hết một nhiêu đây luôn á. Còn biết đâu rồi, còn để dọn mở nó rồi. Có người đó lắm. Còn anh Phương đâu đầu ghê. À, lấy đỏ rồi khỏi bỏ ra luôn đi, bỏ ra đừng dán rồi cho cái đỏ đó cho hình ảnh Phương đi. Chốt mới chính xác nha mọi người nha, chốt mới kiểu giờ là em không chốt đâu á. Úc Bạch ơi chốt đơn kèm số điện thoại trên chung một dòng đây nè. Úc Bạch comment sọc 30.000 kèm số điện thoại trên chung một dòng nha. Rồi chút đen lên đen giùm em nè, đen 35k mã đen. Rồi size này 50-55kg quay đầu nha, đen. Ai chút đen lên đen giùm em 35.000. Cái quạt nó quay quá. Rồi đen 35.000, ai chút đen lên đen 35. Ai chút đen lên đen 35. Rồi sọc 30 chút bạch nè. Rồi đen 35.000. Ai chút đen lên đen 35k. Cái thun này nó hơi dơ vai xíu nha mọi người nha, hơi dơ vai xíu nha. Cái này làm bao chất đó. Ai chút dơ vai lên dơ vai giùm em nha. Em tặng luôn cho mọi người con này 25.000. Rồi 40-50kg nha. Dơ vai. Rồi đen 35 cho mình anh Phương. Rồi dơ vai em tặng 25.000. Dơ vai 25k giùm em á mọi người ha. Trời ơi vải đẹp lắm mọi người ơi. Vải đẹp xuất sắc. Vải đẹp cực kỳ luôn á. Vải đẹp lắm. Dơ vai. Rồi dơ 25 nha Liên Nguyễn nè. Ờ con trắng nó đẹp mà mai chút trắng hả? Trắng 30k đẹp mà mai chút trắng hả? Rồi trắng nó 30.000 thôi nha mọi người nha. Trắng size này cũng gọi khoảng 50-55kg quay đầu nè. 40-50-55kg trắng 30 nè. Trắng 30. Trắng 30 ha. Trời ơi một con này bự chà bá nữa nè mọi người nè. Con này bự chà bá luôn nha. Con này gọi khoảng 90kg quá mọi người. 7-8-90kg gì vừa nha mọi người nha. Rồi con này 25.000. Con này 25k mã xanh 25 giùm em nè.
xanh 25.000, trời nó bự chà bá luôn á. Nó bự chà bá luôn nha. Họ uống nước ngọt nãy giờ càng tiếng quá. Rồi lên giùm em nha, mã này mã xanh giùm em nha. 25k mã hoa xanh 25.000. Size này là chà bá lửa luôn, 80-90kg thì đó mọi người nè, size to lắm. Rồi mã này mã hoa xanh. Hoa xanh 25. 82kg đó vừa đó, buôn buôn đây, cái áo to đó. Áo to đó là 82kg vừa á. Rồi 25 xanh cho Huỳnh Anh Phương. Rồi chúng mình này lên mã vàng giùm em nha. Và mấy mã này mã vàng. Rồi vàng cũng size từ khoảng size L á, vàng size L giùm em á, chọn một đẹp không? Vàng size L em tặng luôn 35.000. Vàng size L 35k nha mọi người nha, vàng size L giùm em 35.000 mã vàng. Vàng 35k, chúc vàng lên vàng 35. Vàng 35k. Chia sẻ like đi mọi người ơi. Trời ơi, tặng giá quá rẻ luôn á. Rồi ai chú mã này comment mã cong giùm em nha, mã cong. Mã cong là size này có khoảng 60kg quay đầu ha. Cong này 60kg quay đầu, ai chú cong lên cong 35.000. Cong 35k. Cong 35. Vàng cho Tịnh Hương. Vàng cho Ngọc Diệu. Rồi dự bị cho Như Phạm. Rồi chúng bạn đây lên mã công nhìn em 60kg quay đầu ha, em tặng 35.000 thôi, 60kg quay đầu rất là đẹp luôn ha. Rồi comment mã công 35k. Công 35.000. Tặng cho nó hết. Tặng đầu like cho nó sung, mà biết cái sung không? À, công 35 nha Huỳnh Anh Phương. Rồi ai chúng bạn đây lên mã xám nha. Hai chú xám lên xám em tặng luôn 35k mọi người. Thương em chia sẻ like mọi người ơi. Tặng có 30-35.000 đầu like tặng quá trời luôn á. Tặng nãy giờ là phải gần 20 cái luôn á, mười mấy cái rồi đó. Mười mấy cái rồi mọi người ơi, em tặng bao nhiêu đây cũng phải là 20 cái. Rồi xám 35.000. Còn mấy mã này mã xám 35k nha mọi người nha, size L. Xám 35k size L hả mọi người ha. Xám 35k size L. Xám 35L. Còn mấy mã xám 35. Trời ơi cái bi này các bạn nó đẹp. Xám 35 như Huỳnh Anh Phương luôn nè, comment mã bi. Mã bi 35. Comment mã bi 35 nha mọi người nha. Thao cao gì nè, thảo cao gì là lên số điện thoại nha. Size này xí trên L, chúc mã bi lên bi 35.000. Mã bi 35k giùm em ha, chúc bi lên bi 35. Bi 35.000. Rồi comment mã này mã xanh giùm em ha. Ờ, nó còn chưa gỡ cái ái này luôn. Rồi xanh 35k size XL. Xanh 35k size XL nha, comment trên chung một dòng nha Thảo Cao ơi. Rồi bi cho Thịnh Hương. Thảo Cao comment xanh 35k kèm số điện thoại trên chung một dòng nha, xám gì nè. Nói chung là chốt đơn này lên cái số điện thoại trên chung một dòng nha. Rồi comment mã này mã xanh giùm em ha, ai chúc xanh lên xanh. Xanh 35.000 luôn nè, size XL. Rồi một con hồng này size chà bá luôn. Con hồng là như là nó treo dơ, nó có giặt tẩy rồi nè mọi người nè. Nó treo mẫu dơ, nó có bị giặt á. Rồi em tặng con này cho mọi người luôn 20.000 đi. Con này size còn khoảng 80kg quay đầu nha, em tặng 20, nó có giặt rồi. Nó có giặt rồi, em tặng 20.000 nha mọi người nha. Nói chung hàng treo mà nhiều cái nó bị dơ là nó cũng sẽ giặt. Rồi ai chúc mã này lên mã tặng 20. Mã tặng 20. Hai chúc mã tặng lên mã tặng 20k. Mã tặng 20. Rồi xanh 35 cho Huỳnh Anh Phương. Xanh 35 cho Huỳnh Anh Phương. Hồng 20 cho Huỳnh Anh Phương. Rồi comment mã này mã caro 35. Hai chú mã caro lên caro 35k. Rồi size này còn khoảng 60kg quay đầu ha. 60kg quay đầu caro 35. Caro 35.000. Caro 35. Bi nè. Caro nè. Bỏ lên đây lộn.
áo nam nha em nha, áo nam. Rồi size này size 2XL. Rồi caro cho Út Bạch nè. Rồi caro cho Út Bạch dự bị cho Tình Hương với hình Anh Phương. Dự bị cho các con được không? Rồi xanh luôn nha mọi người nha. Rồi con xanh này 45.000. Xanh này 45k, xanh này có khoảng 65kg quay đầu. Rồi xanh 45.000, trời ơi vải này nó đẹp lắm. Vải này vải xịn á. Cái này vải xịn hàng thiêu luôn nha mọi người nha, hàng thiêu luôn xịn lắm. Rồi con này 45.000. 45k mã xanh 45. Hai chú xanh lên xanh em chặn luôn, con trắng này 20.000 đi. Cho nó hết cái này đi cho rồi. Rồi xanh 45. Xanh 45 cho Minh, cho Nguyên Minh. Rồi xanh 45 là cái này nè, để lộn. Rồi trắng em tặng 20. Trắng em tặng 20 nha. Ai chú trắng lên trắng em tặng 20.000. Rồi em qua nha, em qua quần jean dài nha mọi người nha. Rồi trắng này trắng 20 nè, ai chú mặc này lên mà tặng 20, sao càng tiếng dữ vậy trời. 20.000 giùm em ha. Xe này xí trên L. Xí trên L 20k. Trắng tặng 20, càng tiếng nghe luôn á. Muốn lên cái áo xịn nữa không hay là lên quần là quần jean nha mọi người nha. Em lên nha mọi người mấy cái áo trắng xịn đây nè. Mấy con áo trắng xịn nha mọi người nha. Hàng hãng nha. Rồi trắng 20 cho Liễu Thạch nè. Trời ơi xuất sắc chưa mọi người ơi, đỉnh luôn nha. Size này size to nè mọi người nè. Size này size to nha mọi người ơi. Con này em chốt 75.000. Con này em chốt 75k, size 5XL nha mọi người nha. Hàng hãng nha. Ngày này em bao đỉnh với mọi người luôn nha. Nhận về không đẹp không đỉnh như lời em nói, em đền tiền cho mọi người luôn ha. Rồi size này có khoảng 80kg quay đầu. Size này có khoảng 80kg quay đầu 5XL nha mọi người nha. 70 cho tới 80kg ha. Size này từ khoảng 70 cho tới 80kg giùm em. Ai chút trắng lên trắng 75k nè. Ai bữa qua giờ chưa săn được size to là chút ngay vào liền con này nha. Con này ngãn luôn, bao đỉnh luôn ha. Em xịn đét luôn á. Rồi 75.000. Áo thun hả? Áo thun mà để chờ kia nó về mà ông kia ông rinh vô chứ giờ đâu rinh nổi, áo to bao to lắm. Rồi trắng 75 cho Vi Huyền. Xịn lắm Vi Huyền ơi. Nè nhét vô mấy này không? Rồi theo Vi vô, vô Vi Huyền đi để ngồi. À, mấy con này còn ngồi chốt nữa thật sự tiếc, tiếc ngẩn ngồi luôn á nha. Nếu mà mọi người mà không mua được mấy con nào mọi người tiếc ngẩn ngồi luôn ha. Em nói thật sự nó đẹp xuất sắc luôn á. Rồi size 4XL 75k luôn ha. 4XL nhà hãng nha mọi người nha. Hàng này mà nhận về con phim đền tiền luôn ha. 75.000. Còn em mã trắng 4. Trắng 4 giùm em nha. Còn em mã trắng 4. Trắng 4 75k 4XL đó mọi người. 70 cho tới 80kg là vừa nha. Size này to lắm. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn á nè. Em nói thật sự nha. Bao đỉnh cho mọi người luôn nha. Còn em mã này mã trắng 4 giùm em. 4XL á. Rồi trắng 4 cho Vi Huyền. Trời ơi đau họng luôn, nét họng luôn á trời. Khang tiếng cho uống nước đá. Nãy giờ uống nước nước ngọt vừa giờ khang tiếng like xong rồi chơi. Chơi uống nước ngọt cái khang hết tiếng luôn. Rồi con Dior size trên L, trời ơi đỉnh luôn. Dior 70.000 size XL. Cái size nhỏ làm cho mọi người 70.000 đồng giá nha. Không đỉnh em đền tiền một cấp 10 lần cho mọi người luôn nha. Cái này là hàng hãng, nói chung là bao đẹp. Rồi comment mã này mã Dior giùm em. Comment mã Dior 70.000 Dior. Có sọt nha. Trà sữa cherry như nè, nói chung là có nha. Rồi Dior cho mì bánh nè. Con này đẹp lắm, mấy con này đẹp từng con luôn nha. Nếu mà này mà ai nhận về kêu con đẹp em đền tiền gấp ngàn lần nha mọi người chứ không phải là gấp trăm đâu. Hàng hãng không à. Xịn nét luôn á, cái này vô shop nó bán mấy trăm ngàn một con ha. Trời ơi, giả men chưa. 5XL nữa nè mọi người ơi, 75k 5XL giùm em. Trời ơi, xuất sắc luôn. Nó may cổ của nó là may cổ trần hai lớp như vậy nè, chứ không phải như ba cái hàng tàu lao rẻ tiền nha. Bây giờ mọi người chốt một con bận đáng một con ha, 5XL. Comment mã 5X giùm em, 75.000 mã 5X. Trời ơi, bên ngoài nó đẹp xuất sắc luôn nha mọi người nha. Trời ơi, nó đẹp từng cm luôn á. Rồi comment mã này mã 5X giùm em, 75k mã 5X.
Trời ơi, vải nó đẹp giả mang đẹp luôn. Trời ơi, phê lắm, cái này cổ của nó hàng xịn nha, cổ nó vô con cứng nhưng mà là 3.000 mà rẻ tiền đâu, đẹp giả mang luôn. Rồi Nam biết lên lời giùm em ha. Rồi Nam biết lên lời cho chị mì bánh luôn nè. Rồi em còn tiếp tục một con size 5 nữa nè mọi người nè. Size 5 này hàng trơn tiêu cổ luôn nè. Size 5 em còn một con nữa nè mọi người nè. Giả mang đẹp. Trời ơi, ai nhận về mẫu phê mới là lạ đó mọi người ơi, nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi cái này là 5 nữa nè mọi người ơi, comment mã này mã 1 giùm em đi. Nam biết tin lời nhưng mà comment mã 1 gọi bị lộn nha, 75k mã 1. Trời ơi, phê lắm luôn á. Rồi cái này size 5 biết tin lời nha mọi người nha. Rồi mã 1, nói chung 80kg quay đầu là thoải mái luôn. Bạn nào cao 85kg nha. Cái này ai mà cao là 85kg, từ 75 cho tới 85kg giùm em nha. Rồi mã 1 nè, mã 1, mã 1 75k. Mã 1 75 hả? Mã 1 75.000. Mã 1 cho chị mì bánh này ghi 75k vô đi. Mì bánh kèm giá tiền giùm em nha. Trời ơi, bút rì nè. Đỉnh luôn, ngất ngây luôn mọi người ơi. Bút mà rì, size này size L 70.000. Trời ơi, em nói thật sự nha, phê lắm luôn á, đỉnh luôn. Đẹp giả mang luôn. Rồi cái này size L giùm em 70. Size L 70.000 nha. Cái gió máy quạt này, trời ơi, nó thật sự phê, giả mang phê luôn. Size L 70.000. Thấy chứ L lên L giùm em 70k nè. Tan nè, mọi người nhìn là biết hàng hãng, hàng xịn đếp luôn nha, hàng shop chứ không phải hàng thường. Rồi 70.000 giùm em. Trời ơi, siêu đẹp luôn á. Rồi ai chúc mã này nè, ai chúc mã này lên mã hình. Rồi L 70 cho Giao Giang. Giao Giang biết đơn đi được chưa nha. Trời ơi đẹp quá à. Dạ lớn tuổi em cáo hợp à. Lớn tuổi em cáo hợp nha. Rồi ai chúc mã đã comment mã size trên L nè hàng nè. Trời ơi, ai mà mua rồi, ai mà xài hàng mấy con này rồi là biết nha, đỉnh luôn. Rồi comment mã này mã hình size trên L giùm em ha. Mã hình size trên L 70.000. Rồi 70 nha, size trên L 70k. Ai chúc ít eo lên ít eo 70. Cái gì vậy? Hả? Sao có ai đi vậy? Bị lộn không? Hả? Cái này không có ha. À đúng rồi, cái này xanh L nè. Rồi mã hình cho chị mì bánh nè. Bóc bỏ vô đi để lộn nè. Miết cái đó vô luôn đi để chút lộn. Em ơi mấy con trắng nữa, em còn mấy cái jean nè. Bữa qua ai chưa săn được con jean này mọi người săn nha. Trời ơi mọi người ơi, phê chưa. Rồi size này size 2X nha. Ai chúc 2X lên thấy giùm em nha, 70.000. 2X đổ về làm chút mọi người 70.000 thôi nha. Trời ơi phê lắm lắm luôn á nè. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Cái vô cái cổ nó là đẹp giả mang luôn á. Rồi lên mã này là mã 2X chùm em, mã 2X nha. Hai chú mã này lên mã 2X chùm em ha, 70.000 mã 2X. Trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi lên mã này mã 2X chùm em. 2X 70. 2X cho Vi Huyền. Bỏ kẹt mì bánh ra này, bỏ đi gì rồi. Trời ơi, nó đẹp. Rồi, comment mã viền. Trời ơi, cái này là nó viền thun chứ không phải là nó viền thường đâu nha mọi người nha. Chứ không phải là mọi người tưởng là nó viền sơn, viền đồ đâu nha. Nó viền ở bên này á, là cái cổ nè. Nó cao cấp tới mức vậy luôn nha. Cái này là cổ sơ mi, còn trên này là nó viền cổ thun giùm em nha mọi người nha. Nó đẹp giả mang luôn á. Rồi, lên đơn. Cái này comment mã cổ viền giùm em nha, cổ viền giùm em. Size L. Hàng nào hàng anh là anh Lam nè. Rồi size L ha, 70.000. Giả mang lắm. Rồi 70, ai chúc lên đơn comment mã trắng 70. Trắng 70 giùm em ha.
comment cổ viền 70 nó có 2 ít nữa nè, 1 ít và 2 ít nha mọi người nha. Trời ơi, đây này em đưa cho mọi người xem nè. Cái này là cổ bằng thun chứ không phải là bằng cái phăng sơ mi đâu nha, mà vải là đẹp xuất sắc, vải là đẹp xuất sắc em nha mọi người nha, áo nam nha. Rồi giờ lên mã, lên mã viền cổ đi mọi người nè. Ai thích viền cổ lên viền cổ hàng hạng hết nha, không có lọt hàng thường vô đây đâu nha mọi người nha, quá đỉnh luôn á. Rồi viền cổ 1 ít và 2 ít nha, vải đẹp xuất sắc luôn. Rồi viền cổ 1 ít và 2 ít này, ngày qua giờ chưa có màu đen nè, đen nó nằm ngay đây nè. Rồi đen này size 2XL. Trời ơi, cái viền cổ đó đẹp dã man luôn á. Viền cổ đó là bút bari này thiêu luôn nè mọi người nè. Nè cái hàng này hàng hãng đó nè. Con cái này là con bút bari này là con thiêu luôn chứ không phải là hàng thường đâu nha. Hàng này hàng thiêu quá xịn đỉnh luôn. Rồi chút đen lên đen giùm em nha, 70 mã đen. Rồi mã đen 70 ha. Đen này đen size cỡ khoảng 55kg quay đầu. Bạn nào cao là 60kg nha. Nó để 2 ít nhưng mà cái này em thấy form nó nhỏ ha. Rồi 70.000 mã đen. Trời ơi đỉnh chưa, sơ mi nam mà nó đẹp xuất sắc như vậy nè mọi người nè. Rồi comment mã đen giùm em ha. Hai chút đen lên đen. Rồi đen chị mì bánh nè. Đen không có ai đến lời nha Giao Giang. Giao Giang lên giá tiền đi. Rồi con này xanh L ha. Đen xanh L, ai chú L lên L. Trời ơi, nói chung áo nam mà bận lên là đẹp xuất sắc rồi. Con này đi đám với tiệc cho bận sang lắm. Rồi comment mã này mã L. Comment mã xanh L ha mọi người ha. 70.000 xanh L, toàn hàng cao cấp không à. Quá đỉnh luôn, cho cái bao áo thun vô đi. Mọi người ơi muốn lên quần jean hay là mọi người muốn lên áo luôn mọi người ơi. Rồi đen L luôn cho mì bánh. Rồi em còn một con size XL nha mọi người nha. Con đen này em còn một con size XL nè. Em còn một con size XL. Cái này mọi người có thể là nữ có thể mang được luôn á mọi người ơi. Cái này ai mà muốn bận cặp á, nam nữ đều bận được nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn á. Đó, ai muốn chốt cặp về mọi người chốt cặp về, nam nữ bận được ha. Rồi 70k, trò vải này đẹp lắm, nó vải như mấy vải thường. Còn hai con màu đen. Rồi ok nè, luôn nha chị mì bánh nè. Cái gì ạ? Giao Giang comment gì ạ? Giao Giang comment gì ạ? Rồi trời ơi, khổ trụ nè mọi người ơi. Comment mã đen túi giùm em. Ai chúc đen túi lên đen túi size 4XL nha. Đen túi size 4XL giùm em 75.000. Trời ơi cổ trụ đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi, đẹp lắm. Hai túi nha. Mã này rất là đẹp luôn ha. Rồi size 4XL giùm em 75k. Trời ơi cái con này đơn giản nhưng mà rất là đẹp ha mọi người ha. Size 4XL. Trời ơi đẹp quá nè. Rồi ai chút đen 4X lên đen 4X giùm em ha. 75k đen 4XL. Rồi con này đen 2X nè. Rồi lên jean ha, rồi ok nè. Rồi con này size 2 đi nha. Size 2XL. Trời ơi dã man luôn. Em lên hết một cái bao này đi, bao sọc bao đồ, em lên bao này đi rồi em lên bao nguồn riêng cho nó gọn nha mọi người nha. Rồi. Rồi đen 75 nha Giao Giang. Cô tự đơn Giao Giang may đi được chưa nha. Rồi comment mã này mã đen thiêu giùm em. Trời ơi xuất sắc luôn á. Nè mọi người nhìn nó vô tay vô đồ rất là đẹp mà rất là sừng sò luôn ha. Ờ, đẹp. Rồi đen 2X cho mì bánh hả? Vô làm cho nó đi nó uống. Vô bỏ bao này uống. Rồi rồi, xót hai cái áo jean nè. Hôm qua ai chưa giành được áo jean thì hôm nay giành đây nè mọi người nè. Hôm qua ai chưa mà săn được áo jean thì săn ngay và liền có áo jean xịn đỉnh này nha. Đây áo jean này là ngày hôm qua chưa có con nào đâu. Trời ơi đỉnh luôn nha. Đen thiêu như là mì bánh chốt rồi. Chốt rồi Giao Giang ơi, đen thiêu chốt rồi. Kèm giá tiền đi Giao Giang ơi. Kèm giá tiền lên nha. Comment mã jean giùm em chốt 85.000 thôi. Con jean xịn em chốt 85k nha. Quá đỉnh luôn size L. Con đỉnh em đền cho ha.
Rồi comment zin không bao giờ hiếm lắm. Nói chung hiếm lắm, mọi người mua mà mua trên line là khó lắm. Chỉ có mua mà mấy cái shop nó bán hàng nghiêm ấy nó mới có thôi. Còn hàng sale hàng đánh lý chứ có ôm được shop như vậy, nó có đẹp như vậy thôi nha. Rồi zin luôn cho chị mì bánh hạt giả mang đỉnh luôn. Trời ơi đẹp xuất sắc. Rồi zin cho chị mì bánh nè. Rồi em còn một con này nữa mã khác nha mọi người nha. Và comment mã này mã 2 giùm em đi. À, chúc mã này là mã 2 nè, cái này là zin watt nè. Rồi mã 2 xanh L luôn nha. 85k mã 2 xanh L. Trời ơi nó đẹp như vậy sao mà cưỡng nổi. Ga banh ra đi. Ga banh ra gì. Đẹp nha. Cái lái bé bận. Sữa bò à, gin luôn cho chị mì bánh. Có lấy không? Cô đẹp quá à. Mấy hàng này hãng luôn á, đi D&G nè. D&G á. D&G hàng hãng luôn á. Đẹp quá đẹp luôn á, xinh hết luôn. Rồi cho chị mì bánh nè. Đẹp lắm. Trời ơi, hồi nãy Phương nó không chịu chốt mấy con đó. Dạ mang đẹp luôn nha. Rồi chứ mà đây lên mã xanh. Dạ rồi ok chị. Chị chốt đừng cặp luôn á. Quá xịn luôn chị yêu ơi. Đẹp lắm. Rồi lên mã xanh giùm em nha mọi người nha. Rồi mã xanh 70k. Trời ơi toàn hàng đẹp không mà. Rồi mã xanh này xanh L70. Rin hết rồi mọi người ơi. Rin để em coi tới bao kia còn không nha. Bao kia còn đó. Để bao khác đi nha, khui bao khác ha. Rồi comment mã xanh giùm em ha, 70.000. Toàn là nó đẹp như vậy nè mọi người ơi. Xanh L luôn giùm em nha. Xanh L, xanh 70. Xanh 70.000. Trời ơi. Rồi sọc này xoáy xanh L. Em tính lấy cho chồng em nó còn á. Mà thôi, chị chốt chốt luôn đây chứ xịn quá. Rồi lên đơn nha. Ai chúc mã này comment mã Caro. Caro 70. Không đỉnh mấy con này mà về mà chốt không đỉnh. Em nói thật sự em đền cho mọi người cái gì em cũng đền luôn á. Giả mang đẹp luôn. Quá đẹp quá đỉnh luôn. Rồi xanh nha Thịnh Hương nè. Rồi caro cho Vi Huyền nè. Ôi con này size 4XL hàng hãng luôn. Rồi 75k luôn ha. Size 4XL hàng hãng luôn nha mọi người ơi. 75.000. 75k giùm em ha. Trời ơi nó đẹp. Size 4XL 75.000. 75 nha. À chúc lên đơn size 4X 75. Trời ơi nè. 75.000. Size 4XL là cỡ khoảng 80kg nha mọi người nha. Cỡ khoảng 80kg á. Trời ơi, ai mà mua được cái lô này là trúng bánh đậm luôn, đậm đà luôn nha. Đậm đà luôn á. Rồi 4X75 cho Vi Huyền. Trời ơi, đây ai nhanh tay được nè, 5X thì Vi. Chia ra nó uống bao nhiêu ngày thì chia ra thôi. 2 ngày thì tự chia ra. Đủ uống này không được á. Sáng với tối còn dư thì giờ uống thuốc 2 ngày thì ba uống 2 lần thì cuối sáng với tối. Ừ, trưa chiều ai uống đi nè. Rồi ai chúng mà nào comment mã này là size 5XL nha, 75k giùm em size 5X nha. Toàn hãng không như vậy nè, 75.000 giùm em, mọi người chia sẻ like đi mọi người. Rồi comment mã này mã đi giùm em 75k nha. Size này là tới 5XL giùm em nha, toàn bộ hàng hãng hết. 5XL nha, 75.000. Đẹp ghê luôn á, màu đen đẹp xuất sắc luôn. Màu đen size to nữa. Trời ơi, nó size to nữa nè mọi người nè. Giao Giang không biết là đơn đi được chưa Giao Giang ơi. Rồi, ai chúng mình đã comment mã 1, mã 2 đi. Ai chúng mình này lên mã 2 giùm em size 4XL ha. Mã 2 size 4XL. Trời ơi, nó đẹp từng cái mũi kim, đường kim, mũi chỉ luôn á. Nào mọi người vô nè. Rồi mã này mã 2 giùm em ha.
mã 2 75.000 size 4XL nha, 75k mã 2. Mã 2 75. Mã 2 75.000. Mã 2 75k giùm em, toàn bộ là hãng không nè. Rồi mã 2 cho chị mì bánh nè. Mọi người ơi, chốt đơn không kèm giá tiền không, lên số điện thoại em không có chốt đơn được nha mọi người nha. Mọi người comment đúng cú pháp thì nó mới ra đơn được ha. Chốt đơn bằng hệ thống máy vi tính, mọi người phải comment đúng cú pháp thì nó mới có đơn nha mọi người nha. Rồi cái đơn đó chị mì bánh chốt sao, nhưng mà chốt đúng cú pháp thì chị mì bánh chốt được cái mã 2 nha. Rồi con này size L giùm em 70.000. Size L 70 nha mọi người ha. L 70. Hai chú L lên L 70. Trời ơi nó đẹp nhất cái nắp luôn á. Nhất cái nắp luôn. Từ form luôn á. Thảo cao nè, lên số điện thoại chưa nè. L 70 cho chị mì bánh nè. Trời ơi đau hỏng quá. Điều biết nó không có nhau tiền gì tiền gì. Có đồng nào quay. Tôi mình chưa rồi. Bánh bệnh gì. Rồi lên mấy này mã 3 đi. Nè cái này là vô con hết nha mọi người nha, chứ không phải như ba cái hàng chợ nha. Hàng hãng là nó đẹp từng cm như vậy đó. Toàn bộ là cổ vô con hết, đẹp cực kỳ luôn nha. Hàng này em bao chất xốp hàng ăn đông, nhưng mà ba hàng chợ Tân Bình nha. Hàng đông, hàng này hàng chuẩn xịn luôn. Cầm mấy mã này mã 3 dùm em, size L 75k mã 3. Mã 3 size L 70k nhé, sorry 70k size L. Em bán chỉ có bằng hàng thường thôi. Thật sự luôn nha, mọi người nhận về không phê không lấy tiền luôn á. Chất là bao phê ha. Rồi xanh L giùm em 70.000 xanh L. Xanh L 70. Rồi con này xanh XL nè. Rồi mã 3. Mã 3 cho mì bánh nè. Thảo cao nãy giờ có số điện thoại ra chưa ta? Thảo cao nãy giờ chưa chốt được cái gì luôn không ta? Thảo cao chưa chốt được cái gì đâu. Chưa chốt được cái gì luôn mà mọi người lưu ý nha. Khách mới thì cặp mình mới cho đi đơn á, còn không cặp không cho đi đơn đâu. Hàng này hàng shop mà thanh lý giá rẻ rồi mà mọi người bơm nữa thôi em cũng thua luôn, em chào luôn á. Rồi lên đơn giùm em nha, con này sấy trên L. Rồi mã này mã 4 giùm em ha. Mã 4 giùm em, sấy trên L mã 4. Mã 4 70.000 đồng giá nha. Cái nào mà nó lên giá hoặc là nó hạ giá thì em sẽ báo, còn mà không là cứ đồng giá hết nha. Rồi lên đơn nè, mã này mã 4 giùm em. Mã 4. Rồi con này mã 5. Hai chú mã này lên mã 5. Trời ơi, nó phê. Em đưa sát cho mọi người nhìn cái đường kim nó may nè. Mấy con này toàn là hàng hãng thôi, đường kim nó may nè mọi người nè. Em không xài một cái app gì nha, bên ngoài nó đẹp hơn bên trong nha. Thật sự luôn á, bên ngoài á môi thì đỏ da trắng hơn, bên trong nó vô cái da nó đã ngâm rồi mà cái môi nó còn tái nữa đó, thật sự luôn. Đó là nên là mọi người hiểu rồi, bên ngoài là rút lên là nó đẹp hơn bên trong á. Rồi mã 4. Rồi ok chị nè. Mã 4 cho Thảo cao nè. Có số mờ nha. Rồi mã 4 cho Thảo cao. Dự bị cho Ngọc, cho Ngọc Diệu đi. Ghi dự bị cho Ngọc Diệu cho. Rồi mã 5 cho chị mì bánh nè. Rồi đẹp lắm chị mì bánh ơi, cái lô này nó thật sự về phê luôn á. Ai mà shop bán shop mà hút lô này về nó thật sự lời 1 gấp 3 lần luôn. Ai chứ không phải là 1 lần gấp đôi đâu nha mọi người nha. Ai mà hút mà ai mà bán shop ôm cái lô này về nó thật sự 1 lần gấp 3 lần luôn. Nó quá đỉnh luôn á. Không có một con nào mà hàng Tân Bình lọt vô đây đâu, toàn là hàng ăn đông không. Xịn đét như vậy nè. Mà có 70.000 à, mọi người biết người ta nhập vô biết giá bao nhiêu không? Nhập vô giá rất là cao luôn. Bây giờ em ôm được rẻ, em bán rẻ cho mọi người nha. Shop nó thanh lý á. Rồi ai chúc mã này comment mã 6 giùm em size L. Mã 6 size L giùm em nha. Áo nam mọi người lưu ý áo nam nha, không phải áo nữ nha mọi người nha. Áo nam giá nó rất là mắc, nó không phải như đồ nữ đâu, nhưng mà nó không có bị qua mốt như đồ nữ. Đồ nữ nó kiểu này kiểu kia nó qua mốt, còn đồ nam bận quanh năm suốt tháng nó đẹp giả mang chưa nè.
Rồi mã này mã 6 giùm em, 70 ngàn. Đẹp ghê luôn ha. Xuất sắc luôn á. Rồi mã này mã 7 size 2L. Có đọc sai nha Nguyên Trần ơi, có đọc sai. Rồi mã 6 cho chị mì bánh nè. Mã 7 này size 2L nha mọi người nha. Mã 7 size 2L giùm em. Cái màu bên ngoài nó đẹp lắm mọi người ơi, nó thật sự với mọi người luôn. Rồi con này bị lỗi rồi. Phải không? Chúng phải. Rồi mã này mã 7 giùm em nha mọi người nha. Mã 7. Hai chú mã 7 lên mã 7 giùm em. Size này còn khoảng 60kg quay đầu nha mọi người nha. Mã 7 này size 60kg quay đầu. Vải nó đẹp lắm. Cổ mà cái này sơ mi mà cổ bận, cổ nó đứng cổ nhìn nó đẹp cực kỳ luôn. Nó không phải như ba hàng thường là cổ nó bị rũ, cổ nó không có ép con á. Còn là nó ép con á, cổ nó đẹp lắm. Rồi mã 7. Mã 7 quá rẻ luôn. Giao gian gầm đen cái gì hả? Rồi mã 7 gì à? Rồi mã 7 cho giao gian. Có 80kg nha, 80kg chốt size 4x á. 4x hoặc 5x nha. Còn cái nào mà cái này là dạng mà trẻ chứ không phải là dạng lớn tuổi nha. Anh nên là cái mấy con này á, form của nó là phơm dạng phơm body chứ không phải là phơm dạng mà phơm rộng thùng thời như người trung tuổi nha mọi người nha. Lưu ý giùm em ha. Rồi con này size L giùm em nè. Size L nha. Trời ơi đỉnh lắm mọi người ơi, phê cực kỳ phê luôn á. Hàng mà hả mọi người yên tâm mà chốt giùm em ha. Siêu đẹp luôn. Rồi comment mã này mã 8. Mã 8 giùm em nha mọi người nha, mã 8. Trời ơi. Comment mã 8 ha, ai chúc mã 8 lên mã 8. Ai chúc mã 8 lên mã 8 nha. Trời ơi một con Dior nữa nè. Một con Dior sấy trên L. Dior sấy trên L giùm em nè mọi người nè. Bạn nào chốt đơn thì chịu cọc rồi chốt nha, còn không thì bên mình phải cọc mình mới đi đơn á. Cọc mới đi đơn nha mọi người nha, giao hàng này là hàng xuất thanh lý. Thanh lý ra giá rẻ rồi mà mọi người chốt nhiều khi mọi người bơm về là em thua luôn. Em bán trên một sản phẩm em lời số lượng chứ không phải là lời mà như ta một cái lời nhiều tiền ha. Rồi. Rồi đi on. Rồi cho Tiên Phan nè. Tiên Phan ơi chịu cọc thì mới đi đơn á nha. Còn không cọc là không chốt đơn đâu á nha bạn nha. Hàng này nói chung là mọi người mua mấy trăm ngàn một con. Ở đây mình bán có mấy chục ngàn à. Mọi người phải chịu cọc thì em mới chốt đơn. Còn không cọc là mình không chốt đơn. Rồi mà 8 nè. Tiên Phong có chịu chốt không nè. Rồi ok nè. Rồi cho Tiên Phan đi nè. Tiên Phan dự bị để dự bị cho giao gian. Chị chịu giao gian vô đây rồi đi on cho chị mì bánh nè. Trời ơi đẹp không nè. Lô này về là chỉ có phê thôi mọi người. Ngất ngay luôn, bút cái rì xịn luôn nè. Trời ơi giả mang đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi size bút cái rì này size 2L luôn nha. Cổ nó mọi người về chỉ có phê nè. Ai mà xài rành hàng á, vô trong shop là biết nhìn cái tan này là biết hàng nó cao cấp cỡ nào ha. Mua mấy trăm ngàn một con, ở đây mua có mấy chục ngàn quá rẻ luôn. Em rồi con này size 2L. Hết luôn rồi hả? Điếm luôn bên ngoài chưa? Là tổng bên ngoài luôn hả? Có bị lộn không vậy trời? Rồi đó là lộn rồi chồng á. Cái bao kia nó to đầy, cái bao này tôi còn điếm được 150 cái này, cái bao này có nửa bao nè. Cái bao nào chưa đưa ra là có nửa bao thôi, được 150 cái đó. Áo khoác được có 5-6 cái áo khoác. Là điếm luôn áo riêng áo khoác rồi luôn hả hay là sao? Nó bị lộn luôn chứ trời. Không điếm lộn rồi chồng á. Thôi để chút này tôi buông bao kia ra tôi điếm. Bao này điếm rồi đó, 150 cái đó. Rồi 2L. Rồi mã này là mình mới đọc mã 9 đúng không? Mã 9 70k nè. Mã 9 70k cho rau muống nè. Nhớ nha mấy hàng này là 70 ngàn hết đó nha. Coi để người ta xẹt mã thôi cộng tiền lộn á nha. Cộng mã 11, mã 10 tính 10 ngàn, 11 ngàn cái chết cha luôn á. Rồi con này size M.
Con size M này em tặng rẻ cho mọi người ha. Size M nè, chúc em M lên M. M này em tặng cho mọi người 60 ngàn thôi nha. Nó cũng xịn đỉnh đi trang như vậy. Size nhỏ em tặng cho mọi người 60. Rồi size M 60k. Ôi cái này bị lỗi rồi mọi người ơi. Cái này ai chút lỗi lên lỗi nè. Cái này lỗi dưới like rồi em tặng mọi người 20 ngàn đi. Em một ra trang đi. Rồi con đen nè, để chị mì bánh chốt được cái con size ấy rồi nè. Còn một con đen này size L nè mọi người nè. Rồi đen size L70 nha. Ai chốt đen lên đen L. Đen L70. Rồi ai chốt mã này lên mã sao dùm em size M. Mã sao size M hả mọi người ha. Ai chốt sao lên sao size M nè. Sao size M dùm em ha. Trời ơi cái sọc nó đẹp nhất cái nắp luôn. Trời ơi sọc nè mọi người nè. Giả mang luôn nha. Toàn bộ luôn. Rồi cái sọc này là size L, mã này mã 11. Còn mê mã này mã 11 thì mê ma. Ai chúc mã 11 lên mã 11. Mã 11 thì mê ma. Rồi M 60 cho Tiên Phan nè. Rồi dự bị cho chị mì bánh đi. Ủa. Rồi dự bị chị mì bánh ha. Rồi mã 11 này cho Ngọc Diệu nè. Rồi Ngọc Diệu dự bị cho chị mì bánh luôn. Của Ngọc Diệu dự bị cho mì bánh. Rồi mã này mã 12 xanh L dùm em ha. Mã 12 xanh L. Toàn bộ hàng xịn hết như vậy nha mọi người nha. Rồi mã 12 xanh L. Mã 12. Rồi con này là mã 13. Mã 13 size L ha. Mã 13 size L nè. Đúng rồi, mã sao á chị. Mã sao đúng rồi chị. Cái đó mã sao đúng không? Cái Tiên Phong đó là mã gì vậy? Mã sao đúng không? Mã sao xem rồi mã 12 cho Giao Giang nè. Rồi mã 13 Giao Giang dự bị cho Thiên Phan. Rồi mã 13 cho Giao Giang luôn, dự bị cho Võ Kiều Phương. Cái lỗi bỏ ra rồi, vậy là không phải. Cái sao đó là bỏ cho chị mì bánh đi. Nó chốt cái lỗi nha, mà cái lỗi bỏ ra rồi. Bỏ đó cho chị mì bánh đi. Mà sao 70 ngàn cho chị mì bánh đi, bóc cái sao lại đi. Cái sao mới thầy ra nè. Bóc cái sao, bỏ cái bill ra đây chậm chị mì bánh. Rồi mã 13 này nè. Mã 13 dự bị cho Võ Thiêu Phương. À, lấy cái sao kia bỏ cái bill ra, lấy bỏ chị mì bánh vô. Cái sao kìa. Cái gì hả? Bấm gì hả? Không bị ngáo cái sao trời. Cái sao này lấy chị mì bánh bỏ cho chị mì bánh kìa. Sao lại nhét vô trong áo này cho lộn hả trời. Bỏ đơn để ra luôn, nhét vô máy tính luôn. Rồi mã này mã 14 xanh L ha mọi người ha. Mã 14 xanh L. Ai chúc mã 14 là mã 14 giùm em xanh L nha. Trời ơi đỉnh luôn á, đỉnh lắm luôn. Mã 14 xanh L. Mã 14 xanh L. Rồi mã 14 cho Vi Huyền. Trời ơi cái vải này nó đẹp. Rồi mã 15. Mã 15 xanh L. Mã 15 size L, trời ơi cái này vải đẹp lắm. Rồi mã 15 size L nha mọi người nha. Toàn bộ hàng cao cấp hết, không có hàng nào là hàng thường vô đây đó. Mã 15 dùm em size L, cái này màu đẹp kinh khủng luôn. Bên ngoài vải nó đẹp giả mang luôn á. Rồi, ai chúc mã 15 lên mã 15 dùm em á. Size L, mã 15. Mã 15 size L. Cái này hàng trẻ mọi người lưu ý mẹ em nha. Hàng này hàng trẻ nha mọi người nha. Ai mà chúc già về bận không được ráng chịu đó nha. Để em đọc rõ ràng ràng rồi đó. Mọi người chốt sai là do mọi người chứ không phải là do bên em đâu nha.
Rồi cái này size M. Rồi mã 15 nha chị Gia, cho Giao Giang nè. Rồi mã này mã 16 em ha, mã 16 size M. Mã 16 size M em tặng 60.000, size này size nhỏ em tặng 60 nha. Rồi mã này mã 16 giùm em ha, size này size M, mã 16. Mã 16 size M. Rồi mã này mã 17 size M luôn ha. Mã 17 size M tặng luôn 60. Rồi mã 16 cho Tiên Phan nè. Rồi mã này mã 17 nè, size M nè. Ai bận size nào vừa thì mọi người chốt nha, còn mà thắc mắc không hiểu mọi người hỏi nha, chứ để mấy con vừa bận không được nha. Em nói rõ ràng rồi đó, cái hàng này hàng body nha. Đó, em đọc size, bạn nào mua size bình thường, mình size gì mình chốt size đó nếu mà bận cái hàng body rồi. Còn mà ai mà kiểu như mà thắc mắc mà bận hàng mà kiểu như là hàng trung niên á, form to nó khác, còn form này là form body vậy nha mọi người nha. Mã đó là mã nhiêu rồi ta? Mã 16 rồi đúng không? Rồi ghi dự bị luôn cho rau muống đi. Tuyên Pha nó dự bị rau muống rồi, mã 17 cho rau muống không? Đẹp không à, rồi size 4XL nữa nè mọi người nè. Rồi bạn nào chưa chốt được size to nè, nhanh tay chốt con này nè. Rồi mã này mã 18 nha mẹ em nè, mã 18 size 4XL. Ai chốt mã 18 lên mã 18 nha mọi người nha, 75k. 4XL trở lên làm chốt 75.000 nha mọi người nha. Rồi lên đơn ha, 4XL nè, mã này là mã 18 giùm em ha, 75.000. Không đỉnh em đền nha mọi người, yên tâm về chất nha, hàng này là em bao chất cho mọi người luôn ha. Rồi lên đơn nè, mã 18 75.000. Size 4XL á, mã 18. Rồi mã 18 75k cho Minh Nguyên. Đây 75 này với kêu ghi có chữ K vô nha Minh Nguyên ơi, Nguyên Minh ơi. Có chữ K vô đi, ghi 75k đi để ghi lại lộn á. Ghi 75.000 vô đi. Ghi lại của Nguyên Minh đi. Ghi phẹt cái số 75 vô đi. Nguyên Minh á. Rồi mã này mã 19 size L giùm em 70, mã 19. Mã 19 giùm em nha, size L 70.000 mã 19. Trời ơi màu nó đẹp kinh khủng luôn, mà cái cổ nè mọi người, vô cái cổ này nó đứng cổ như vậy nè nó mới đẹp nè mọi người thấy không, là áo sơ mi mà vô mà đứng cổ như vậy là bao phê nha. Đi 75 chưa, ghi chữ K vô đi Giao Giang ơi. Mọi người ơi kèm chữ K vô giùm mình nha mọi người nha, chứ để mấy công lộn á rồi tính tiền lộn tùm bậy tùm bạ. Như ví dụ mà này, một người like một người tính tiền đó, họ tính tiền nó tính lộn á, 19 cho nó tính 19.000 á, cái là chết luôn á. Rồi mã 19. Mã 19 là cái nào? Cái đó hả? Cái đó 75.000 nghe chưa? Rồi 19 70.000. 19 70 nha mọi người nha, mã 19 là 70.000 ha. Rồi con này size 5XL nè mọi người nè, 75k nha. 4X với 5X là 75.000 giùm em nha mọi người nha. Toàn bộ hàng hãng hết giùm em ha. Nhận về con phim đền tiền cho mọi người luôn á. Rồi size này size 5XL giùm em nè. Rồi mã này mã 20 giùm em. Mã 20 75.000. Ai chúc mã 20 lên mã 20 75k mã 20. Mã 20 75 nha mọi người nha. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Bỏ Kiều Phương cặp chưa à? Hả? Bỏ Kiều Phương cặp chưa? Hay hay quá. Rồi mã 20 cho Bỏ Kiều Phương nè. 60kg chút xa 2XL chị Hoàng Dung ơi. 2X hoặc 3X cũng được á, tùy theo chiều cao á chị. Minh Nguyên ơi chốt đơn lên số điện thoại nha, không có số điện thoại chốt đơn được nha, những bạn kia là toàn là khách cũ thôi. Rồi con này size 4XL nè, rồi mã này mã 21, 75k mã 21. Trời ơi, con này là còn khoảng 75kg quay đầu gì đó mọi người ơi, con này đẹp xuất sắc luôn nha. 75kg cái này mà bạn nào cao thì 80kg luôn ha. Bạn nào mà cao thì 80kg luôn nhìn mình nha mọi người nha. Bạn nào cao là 80kg luôn ha. Trời ơi, nó đẹp dã man luôn.
Rồi mã 21. 21 cho Thảo Cao nè, dự bị cho Võ Kiều Phương với dự bị cho Thuy Thái. Ghi vô đây để lộn rồi tới hồi hỏi, để đọc ra tới hồi. Võ Kiều Phương. Rồi mã này mã 22 xanh L nha. Mã 22 xanh L giùm mình nha. Ai chúc mã 22 lên mã 22. Mã 22 xanh L giùm em ha, 70.000 nha. Mã 22 xanh L 70.000. 70. Chỉ có 4x5x là mới 70 75.000 thôi nha mọi người nha. Còn 3x đổ về làm trước cho mọi người 70k thôi. Rồi con này sang 2XL nè. Con này màu trắng treo nó bụi nó dơ nè. Hai chút dơ lên dơ đây nè, em chốt cho mọi người 50.000 thôi. Rồi mã này là mã 23 nè, dơ. Comment mã 23 dơ giùm em nha. Treo nó hơi bụi, em tặng mọi người 50.000 size 2XL nha. Comment mã này mã dơ giùm em. Mã dơ giùm em 50.000 size này size 2XL. Trời ơi đẹp chưa? Hơi dơ thôi ha, về giặt sơ là ok. Mã dơ giùm em 50 size 2XL. Mã dơ. Rồi mã dơ cho mì bánh nè. Rồi con này là size này là mã 24 giùm em, size trên L. Mã 24 size XL nha mọi người nha, 70k. Rồi mã này là mã 24 70.000 size trên L nha, mã 24. Mã 24. Thì cái đó hạ trước mà tiện còn lập lờ lập lờ thì đúng rồi, thì cái đó nó ra trước thì bỏ vô trong đó đêm chiều tiện lập lờ nữa. Mã 24 với Nguyễn Ngọc Linh. Rồi mã 25. Mã 25 nha mọi người nha. Mã 25 sấy trên L luôn ha. Mã 25 sấy trên L. Hai chút mã 25 lên mã 25 nè, 70.000 nha. Mã 25. Rồi mã 26. Mã 26 sấy trên L luôn. Mã 26 sấy trên L. Nó lộn xộn nha Nguyễn Hồng Nhung ơi. Mã 25 cho Thảo Cao nè. Rồi mã 26 Thảo Cao dự bị cho Giao Giang. Rồi mã 26 sấy trên L luôn. Mã 26. Trời ơi cái màu nó đẹp dã man luôn. Rồi mã 26 cho Giao Giang. Rồi con này mã 27 sấy trên L, mã 27 nè. Mã 27 sấy trên L. Hai chút mã 27 lên mã 27 giùm em nha, chỉ có 70.000 đồng giá, nó chung là rất là xịn mà rất là đẹp luôn ha. Nè cái màu là bên ngoài nó sang dã man luôn nha. Rồi lên đơn mã này mã 27, cái đó như bị cho Thuy Thái. Cái của Giao Giang nè. Không cái sau á, cái sau. Như bị cho Thuy Thái. Mã 26 đúng không? Mã 26 đúng không? Tại mã 26 không? Để biết được mã 27. Rồi mã 27 luôn cho Giao Giang nè. Giao Giang ngày mai cọc cho chị nha, chuyển khoản cọc nha. Như Giao Giang là chuyển khoản đúng không ta? Giao Giang có chuyển khoản không ta? Không, chuyển khoản là cọc cho chị đó nha. Rồi xe này sấy trên L Nguyễn Thúy, áo này bao nhiêu ký? Thì cái này nó tùy theo size đó Nguyễn Thúy ơi. Cái này nó tùy nha, size M là từ khoảng 40 cho tới 48 ký thôi mọi người ơi. Rồi mà còn size L là từ khoảng 50 ký quay đầu, ai mà cao thì 52 ký. Còn mà size mà 2XL là 55 60 ký tùy theo chiều cao á. Cái này là hàng body nha mọi người, nghe rõ với mình ha. Rồi con này là mã 28 nha. Mã 28 giùm em size XL luôn nha. Trời ơi nó đẹp đỉnh luôn. Mã 28 size trên L. Mã 28 size trên L 70.000. Mã 28. Hai chút 28 lên 28. Trời ơi nó đẹp. Rồi con này size 40 trên L nè. Có nha, nhỏ Trinh ơi có nha. Rồi 28 luôn cho Giao Giang nè.
ghi chữ K luôn đi Giao Giang ơi, ghi chữ K vô. Rồi 294XL. Rồi cho Võ Kiều Phương là trời ơi đẹp ghê luôn á, size 4XL vậy nó đẹp dã man luôn. Rồi cho Võ Kiều Phương này dự bị cho Vi Huyền. Võ Kiều Phương nó dự bị cho Vi Huyền. Rồi con này size L. Rồi con này size L nha mọi người nha. Rồi con này size L giùm em ha, 70k size L. L L 30. L này là mã, này là mã 30 nha mọi người nha, mã 30 size L giùm em. Mã 30 size L 70k. Mã 30. Rồi cái này là mã 31 size 4XL 75.000. Mã này là mã mã 31 75k size 4XL. Rồi mã 30 cho Giao Giang nè. Giao Giang ngày mai chuyển khoản còn hay là cặp cho chị đó nha. Rồi nó cho Giao Giang. Rồi size này 4XL, trời màu định sang chưa? Sang giả mang luôn nha mọi người nha. Trời ơi xuất sắc luôn. Mã 31 75k. Rồi mã 31 cho Võ Kiều Phương xịn lắm luôn á, ai mà nhận về phê lắm luôn, thật sự luôn. Rồi dự bị cho Thuy Thái, cái Võ Kiều Phương này dự bị cho Thuy Thái đi. Đó, dự bị Thuy Thái thành ra đó. Rồi con này size 3XL. Rồi size 3XL giùm em nha mọi người nha. Ai chúc 3XL lên 3XL thế mọi người ha. Rồi mã này mã 32. Rồi mã này mã 32 nha. Rồi 32 cho Giao Giang này, size 3XL nha mọi người nha. Rồi mã 32 cho Giao Giang, cái này coi đơn chưa? Đơn viết đơn cho đây, để ngộn mà. Gì vậy? 31 đúng rồi. Mã 32 nè. Rồi em lên quần nha mọi người ơi, lên quần nha. Em lên quần ha mọi người ha. Em lên một bao quần nha mọi người. Để đợi chút xíu để em chèn áo vô tiếp ha. Dạ bao quần một chút. Rồi em lên một bao quần. Lên một bao quần ha mọi người. Boy boy. Bao này mà sao mà kêu cái bao 320 cái lồ cái ông lì đứng kiểu gì vậy, bao này tôi biết 150 cái này không được, nó mua bao này biến bao nó nghẹt cứng ngắt luôn mà biết chứ sao. Đó, ngoài đường đó. Cứ comment mã là được nha bên đây nha. Rồi ha, rồi em lên quần jean dài nha, trời ơi xịn đẹp luôn ha mọi người ha. Chấm bài chia sẻ like đi mọi người ơi. Hôm nay mọi người không săn được nữa là thôi luôn á, đẹp lắm, xuất sắc luôn. Co giãn em bao mạnh cho mọi người luôn nha, hàng này cao cấp giùm em ha. Rồi con này size của nó là size 31. Con này size 31 cho mọi người nha. Size 31 hàng này xịn luôn, em tặng cho mọi người luôn, khởi đầu luôn 90.000. 90k nha, size 31 giùm em, siêu co giãn nha, em tặng 90.000. Bao xịn cho mọi người luôn ha. Rồi con này là size 31 giùm em, 90k, size 31. Rồi ok nha, xíu nữa lên áo nữa cho yên tâm nha. Size 31 cho chị mì bánh nè. Cái này á, nói chung ai mà đã nhập rồi là biết nha. Hàng này á, nhập vô giá rất là cao luôn. Rồi cho chị mì bánh co giãn mạnh luôn á. Rồi con này tăng 29 thùm em ha. Đó, cái này rất mạnh luôn nha mọi người nha. Co giãn mạnh mà rách của nó. Cái con này mà ai trẻ trung đó, mấy cái áo sơ mi đó, bây giờ hốt quần jean nè, chốt cho em bờ ghi áo sơ mi nè, bao đẹp ha. Rồi lên đơn luôn. Con này size 29, ai chút size 9 hay size 29 em tặng luôn 90.000 nha. Mọi người tranh thủ em khởi đầu, em chốt cho mọi người cái giá này là giá khởi đầu. Cho chút xíu nữa em lên 99.000 nha. Chứ quần jean mà bán 90.000 co giãn mạnh như là thua luôn á, không có lời đâu. À, rồi lên đơn size 29 cho em 90.000. 90k nha mọi người nha. Kaki còn bao nào không ta? Kaki hình như ở trên kho chứ bây giờ dưới này không có.
Rồi size này size 29 thì em, trời ơi này đẹp lắm mọi người ơi, con này quá xịn luôn á. Con nào mà bận lên nó căng cái gối nó rách gối nè, em nó thật sự siêu đẹp luôn nha. Rồi size 29 thì em 90.000. Mấy con là toàn bộ hàng xịn hết các mọi người ha. Rồi lên size 29 thì em 90k, size 29. Size 29. Rồi cái này là đen trơn đó mọi người ha. Size 36. Con đen trơn này size 36. Hàng này hàng xịn nha mọi người nha. Rồi size 36 này em chốt cho mọi người 125.000. 125k size 36 nè. Xịn đét luôn ha, 125.000 size 36 giùm em. Co giãn nha, jean này là jean co giãn. Jean co giãn nha mọi người nha. Con này jean co giãn mạnh luôn nha. 125.000 size 36. Ai đã mua cho mấy em chồng mình cái quần này rồi là biết nha. Mọi người vô shop mọi người mua 350-400.000 con này. Đó con này đó, nói chung là mọi người mua phải giá là phải trên 300-350.000 mọi người mới mua được con Levi này ha. Đó ha. Rồi lên đơn giùm em nha, 125k. Co giãn nha mọi người lưu ý giùm em nha. Jean tung co giãn hàng xịn ha, hàng xịn nè. Levi 505 nè, cái này bao xịn nha mọi người luôn ha. 125.000 rồi nó có size 31 luôn. Cái hàng đơn giản này á, nói chung là rất là dễ bận luôn. Rồi ai chốt size 31 lên size 31, 125k. Rồi size 36, 125k cho Thanh Hà nè. Rồi dự bị cho chị Nguyễn Bích, dự bị chị Nguyễn Bích Thật. Rồi size này size 31 giùm em luôn ha. Ai đã mua mấy con quần jean này bên em rồi biết. Mọi người ơi, ai chốt quần jean đen em chỉ cách cho mọi người về mọi người giặt để mà mọi người bảo quản được nha. Quần jean đen mọi người về ngâm nước lạnh đi ha, mọi người vò cho nó qua ra hết cái nước quát đi rồi mọi người phơi lên ha. Mọi người nói chung là vò nước quát ra đi, giặt đi rồi mọi người phơi lên hãy giặt rồi hãy bận nha. Chứ còn mà cái này ngâm thôi, ngâm riêng ra đừng ngâm chung. Màu đen là đương nhiên nó phải quát rồi. Đó mọi người muốn bảo quản cái màu nó không bị bay, nó không bị nói chung là bạc màu á, là mọi người là phải giữ kiểu như là giặt cho nó kỹ. Là phải ngâm nước lạnh mọi người vò đi, một đêm tới sáng mọi người vò hết cái nước quát để mọi người phơi lên nước sao màu giặt bình thường nha. Rồi size 31. Co giãn mạnh luôn giùm em á mọi ha. Rồi size 31 cho rau muống nè. Mấy hàng đơn giản đó nó ít lắm. Nói chung là đợi cái cấp của em sale thì nó có. Rồi con này size 29 luôn nè mọi người nè. Rồi em còn một con size 29 90.000 nè, hồi nãy ai chốt được size 31 rồi nè. Rồi size 29 em chốt luôn 90k nha. Nè toàn bộ là quần co giãn như vậy nha, trẻ trung này nè, nói chung là rất là đẹp, rất là xịn luôn ha. Rồi lên đơn giùm em size 29 giùm em nha, 90k. Co giãn mạnh, nói chung hàng đẹp á, cái này mấy cái con này là chất vải rất là xịn luôn ha. Rồi size 29 giùm em 90.000. Size 29 90. Đó, một con đen trơn nữa nè, xịn luôn, size 32. Con đen trơn size 32. 2990 luôn cho chị mì bánh nè. Rồi con này size 32 giùm em nha. Con này size 32 rồi em chốt 99k thôi. Em chốt cho mọi người 99.000 size 32, đỉnh chưa? Trời quá đỉnh luôn á mọi người ha. Co giãn là em bao phê nha. À, co giãn mạnh như vậy nha mọi người nha. Rồi con này size 32 giùm em nè. Ai chốt 32 lên 32. Rồi size 32 giùm em á mọi người ha. Rồi 99k size 32. 99k size 32. Rồi size 32 cho mì bánh nè. Rồi con này size của nó là size 29, 28. Con này size 28 nha mọi người nha. Ai chiếc size 28 lên size 28. Rồi con này em tặng 90.000. Rồi ai chiếc size 28 lên size 28 90k nha mọi người, con này đẹp lắm. Rồi size 28 thì em 90.000 ha mọi người ha. Size 28 28, 90. Rồi ai chiếc mã này lên mã biển. Rồi comment mã này mã biển nha mọi người nha. Co giảm mạnh luôn ha mọi người ha. Rồi mã biển Gucci nè, size 28. Giờ em tặng luôn 90.000 mã biển 90. Rồi mà nó đẹp. Mà này đẹp quá mọi người ơi, 90k. Rồi comment mã này mã biển giùm em 90. Từ từ nha, nói chung nó nhiều lắm. Em like lộn xộn nhà mọi người chốt chứ rồi giờ nói em không biết đâu.
Hồi nữa em like luôn quần lửng jean nha. Lửng jean rất là xịn luôn. Rồi lên mã này là mã biển giùm em. Rồi mã biển 90 cho chị mì bánh nè. Thịnh Trường gì, Thịnh Trường Đinh gì không lên số điện thoại chút đơn được nha. Mã biển 90 chị mì bánh. Rồi mã đen này size 29 giùm em nè. Rồi mã đen size 29 nha. Co giãn hết toàn bộ nha mọi người nha. Ai chúc mã đen lên mã đen giùm em, size 29 mã đen. Rồi con này em tặng luôn 90.000. Rồi 90k nha. À vậy là Hương Thịnh hả? Phải từ từ. Đó là gì à? Em không xem được. Ủa kì hả? Là của Hương Thịnh á. Đúng rồi, là của Hương Thịnh. Do không có số điện thoại nè. Bỏ ra đi. Rồi ghi chữ Hương Thịnh vô đi. Ghi chữ Hương Thịnh vô. Rồi mã đen. Mã đen 90. Rồi đen 90 cho mì bánh nè. Cho ok em nha. Đen 90 cho mì bánh. Rồi đẹp không à. Xuất sắc luôn mọi người ơi. Rồi cái này nó đẹp giảm men luôn. Rồi size 32. Ai chút 32 lên 32 nha mọi người ơi. Cái này là siêu co giãn luôn dùm em ha. Con size 32 này nó in chữ rất là đẹp luôn nha. Phía sau là rất là đơn giản nè, xịn đét luôn ha. Rồi comment mã size 32 95.000. Size 32 95k dùm em. Siêu co giãn luôn nha mọi người ơi. Bao đẹp luôn ha. Size 32 95k. Size 32 95k dùm em ha. Rồi con này size 34. Trời ơi, cái size 32 nó đẹp. Size 32 mì bánh nè. Minh Nguyên chốt đơn kèm giá tiền nha. Kèm giá tiền, kèm số điện thoại nha. Minh Nguyên không kèm giá tiền, không kèm số điện thoại là không có đơn đâu. Do là khách mới chưa có số điện thoại. Mấy uy tín nó có số điện thoại đầy đủ thông tin nó mới ra bill được ha. Rồi con này size 34 dùm em nè. Trời ơi, con này con xịn mọi người ơi. Đỉnh luôn, con này VIP luôn á. Hàng replay nha mọi người nha. Rồi em chốt con này cho mọi người luôn 135.000. Size 34 hàng replay. Hàng replay bao xịn đét luôn ha mọi người ha. Rồi size 34 hàng replay 135.000. Replay 135k nha mọi người nha. 135k hàng replay nha. Nếu mà ai đã xài hàng thương hiệu rồi là biết nha. Replay hàng thương hiệu này siêu đẹp luôn ha. Hàng này nó có thiêu luôn nè. Thiêu cái logo hàng của nó luôn nha. 135k. Em có 2 con. Em có 2 con hàng replay nè, em có 2 con nha. Đúng hạn luôn, xịn đét luôn ha. Rồi 135k cho Phương Võ nè. Gì? Võ Kiều Phương nè. Rồi 135k cho chị mì bánh nè. Đẹp lắm. Mấy con này là nó co giãn mạnh nữa, xịn đét luôn. Quá xịn luôn ha. Rồi con này size 36 luôn ha mọi người ha. Chưa bao giờ bán giá rẻ chi dày đâu. Mấy con này làm chốt toàn là 200.000 thôi. Em không chốt giá này đâu. Nhưng mà nằm trong lô này á, em thu được rẻ, em tính rẻ. Size 36 này 149.000 nè. Size 36 này 149k dùm em nè. Trời ơi, đẹp đỉnh luôn. Em chốt luôn 135 đây, nó hơi kiểu như là nó bỏ nó dơ dơ nấp đắp. Mà không ảnh hưởng gì ha. Rồi size 36 luôn. Size 36 luôn 135.000. Size 36. Size 36 135k. Nguyên Minh gì mà ghi tầm lâm hết trơn vậy. Nguyên Minh size 36 gì ghi không hiểu gì luôn. Size 36 chút liền trang này trở lại 135k nha liền trang. Cái này em tặng 135.000 này. Đẹp lắm, xuất sắc luôn á. Rồi này trong liền trang. Bỏ này vô để lộn. Liền trang. Nguyên Minh chắc để ra số điện thoại trước chút mà mới chốt được quá. Chốt kiểu này là không ra được, không chốt được con nào đâu. Để ra số điện thoại cho Nguyên Minh trước đi nè. Ra số điện thoại cho Nguyên Minh trước là chút xíu này chốt. Minh Nguyên. Minh Nguyên. Đi chung với ai? Hay quá. Minh Nguyên đó đúng không? Hay quá. Người ta đọc người ta không biết. Cái này chị Bích Thạch ơi, chị chốt con này đi nè. Một con này 149k nè, chị chốt con này đi. Con này đỉnh luôn nè.
hàng Replay nhưng mà hàng này hàng hiệu hàng đỉnh luôn nha. Cái này mặt da luôn nè. Replay này size 36 149.000. Chị đã mua mấy cái hàng này bên em rồi là biết rồi. Em chốt là 200, 199, 201 không à. Còn cái này em tặng 149.000 này, nó rẻ y chang như hàng thường luôn. À, nhưng mà cái này là hàng xịn nha, Replay xịn luôn, size 36 nè. Đó con này size 36 149k nè. Ok chốt nha chị Nguyễn Bích Thạch lên giùm em đi nè, chứ để mấy công là chị chốt không kịp đâu. Anh từ từ nha mọi người nha, ưu tiên cho bà chị này trước nha mọi người nha. Để từ từ ưu tiên cho bà chị này trước cái đã. Em nói thật sự nha, ai mà nhận mấy con này về kêu không đẹp em đền tiền nha mọi người luôn, xuất sắc luôn á. Đâu rồi chị lên đi nè, chị Nguyễn Bích Thạch ơi lên đi, 149k để em ra đơn nè. Nhanh tay nè, chị Nguyễn Bích Thạch nè, ưu tiên nè. Rồi còn một con này nữa cho ai nè, 36 chị Nguyễn Bích Thạch nè. Rồi còn một con 36 này nữa cho ai nè, 149k cho Huyền Trang nè. 149k Huyền Trang. Rồi quá đẹp luôn. Rồi con này size 34. Cái hàng này hàng ghét nha mọi người nha, hàng ghét nè. Hàng ghét này size 34 nha mọi người nha. 149k luôn, hàng ghét size 34. Rồi xanh đen, màu xanh đen nó đẹp. Size 34 149k, hàng này hàng ghét các co dạng mạnh luôn nha. Này ai xài hàng ghét rồi biết ha. Rồi 149k. Size 34. Lên 34 đi nè mọi người nè, ai chúc 34 lên 34 nha. 34 149 cho Minh Nguyên nè. Rồi Minh Nguyên dự bị cho nhỏ Trinh. Rồi Minh Nguyên được một con rồi nha, mai cọc mới đi đơn đó nha. Rồi dự bị cho nhỏ Trinh đi. Ồ em còn một con 36 nữa nè. Rồi cái này 36 này cho nhỏ Trinh đi nè. 36 149k cho nhỏ Trinh nha, hàng Replay nè. Còn con 36 nè, chốt nhỏ Trinh ha. Rồi cho nhỏ Trinh nè, trời ơi đẹp lắm. Ai mà nhận con này về mà con phê em không lấy tiền luôn. 36 nhỏ Trinh con này nè. Rồi em còn một con 36 màu biển nè. Còn một con cái quần nó nặng mà nó đẹp dã man luôn, em nói thật sự nha. 149k đố mọi người mua được nửa ống quần luôn, thật sự em nói thật sự với mọi người luôn á. Mọi người mua 500-600 ngàn một con nào, hôm nay mua cái giá này nó quá rẻ luôn. Con này cái màu biển nó hơi dơ cái đường lằn nè. Rồi ai chúc mã đây lên mã dơ đi, em tặng cho mọi người 99k về giặt giùm em nha. Comment mã dơ em tặng 99k size 36 về giặt sơ là ok nha mọi người nha. Nó dơ cái đường nắp gấp thôi, nó bỏ trên kệ á. Em có quay á, nó bỏ trên kệ như vậy nè, rồi tay của người ta lựa lên á, nó dơ sơ sơ thôi, mọi người về giặt sơ là ok nha. Rồi comment mã dơ tặng 99k size 36. Hơi dơ đường nắp gấp thôi cho nó không ảnh hưởng gì hết ha. Hơi dơ đường nắp gấp thôi. Rồi dơ ha, hai chút dơ lên dơ. Rồi dơ cho nhỏ Trinh nè. Về giặt sơ là ok, mấy cái này nó dễ giặt lắm. Đẹp xuất sắc luôn á. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi em chốt cho mọi người mấy con này với giá là 90.000. Em xả cho mọi người mấy cái con này là 90.000 size 33. Rồi con này size 33 nha mọi người nha. Chấm bài đi mọi người ơi. Sao bữa nay cái trang em nó bị bóp tương tác giả mang luôn, không like được ngãi luôn á. Không tăng được lượt view lên luôn. Rồi size 33 giùm em nha, 99.000 size 33, quên nha, 90.000. Em tặng mọi người 90.000 size 33. 90k size 33 giùm em ha. Ai chúc 33 lên 33 90k. Rồi 33 90.000 cho Minh Nguyên nè. Rồi 33 90k cho dì Võ Kiều Phương nè. 33 cho chị Nguyễn Mít Thập nè. Rồi 33 cho Duy Thái nè. Rồi bỏ ra kia. Rồi màu biển giùm em luôn nha mọi người nha. Ai chúc mã đây lên mã biển giùm em, 90k mã biển size 33. Rồi comment mã này mã biển giùm em size 33 90.000 đẹp chưa? Trời ơi em tặng hết cho mọi người luôn ha. Giá này là giá tặng nha mọi người nha. Comment mã biển size 33 90k giùm em nè. Comment mã này là mã biển size 33 90.000. Cái màu này rất là đẹp ha mọi người ha. Màu này cực kỳ đẹp luôn ha. Comment mã biển size 33 90k giùm em.
À chúc mã biển lên mã biển size 33 90 ngàn. Cái gì vậy? Rồi nó coi vô này nó đem trong luôn này chị nghe lấy cái ôi cái không cái gì trời. Rồi mã biển với chị Nguyễn Bích Thạch. Trời em còn coi được cái chút lên đơn luôn nè. Một con mã biển nó coi dạng nha mọi người, zin tung hết toàn bộ giùm em nha. 90 ngàn á mọi người không mua được cái gì. Thật sự luôn, 33 này cho giao với em mã biển luôn nè. Cái đứt dây của mình là mất tiêu rồi trời. Cái này zin tung nó coi dạng á. Rồi eo 86. Eo 86. Eo 84, 86 là ok nha. Rồi con 33 này cho giao gian nè. Rồi em uống nước con nước lọc cho em nè. Rồi em có size 37 nữa nè mọi người nè. Em có size 37 nữa nha tình yêu nha. Rồi con này size 37 nè, chấm chấm bài chia sẻ like đi mọi người ơi, sao đâu hết trơn rồi trời. Rồi con này size 37 em tặng luôn nha mọi người luôn ha. Size này size 37 nha mọi người nè. Đẹp chưa? Rồi size 37 luôn giùm em ha, 95k size 37. Size 37 95.000. Trời ơi quá đỉnh luôn ha. Size 37 95k, ai chúc 37 lên 37 giùm em 95.000. Cái này là giá tặng nha mọi người ơi, giá này là nó thật sự nha, em bao cho mọi người luôn, co giãn hết nha. Cái hàng đẹp như mơ như vậy nè, đủ ri như vậy nè, hàng xịn nha. Rồi em tặng 95k size 37 cho chị Nguyễn Bích Thạch nè. Chút xíu có 31 hết trơn đó em ơi, chờ chị chút xíu nha. Rồi cho chị Nguyễn Bích Thạch size 37. 95.000 mọi người mua chưa được mua cái quần lửng nữa đó thật sự luôn, quần dài viêm tung mà có giá này rẻ lắm. Rồi chúc 37 nó lên 37 giùm em á mùi ha. Có 34 nha Hằng Nguyễn nha, có 34 luôn ha. Cột lên lại. Tài mình nha mọi người ơi. Rồi con này size 29 nè, bữa ai hỏi size 29 nhiều lắm luôn á. Co giãn là em bao mạnh cho mọi người luôn nha. Co giãn siêu mạnh luôn ha. Rồi size 29 này em tặng luôn cho mọi người 95.000, co giãn cực kỳ mạnh, hàng này xịn nha mọi người nha. Hàng này em bao chất nha mọi người nha. Rồi 95k size 29 nha. Ai chúc lên đơn nha, zin đen là mọi người mua rất là hiếm mà co giãn mạnh, hàng này chất dày dặn đẹp nha. Rồi size 29 thì em 95.000 size 29. Đen size 29 95k. Rồi size 29 cho Trương Đinh nè. Ui dồi chanh đó mà chanh. Nước ngọt sáng giờ uống nước ngọt liên tục. Nghe tắt cái tiếng luôn, nước ngọt chứ không phải nước chanh. Ăn tươi đâu, ăn tươi nước ngọt. Rồi con này size 31 nè. Cái này nó hơi bụi nè. Màu đen nó bỏ mẫu nó hơi bụi, con này đẹp lắm. Rồi size 31 coi giảm mạnh giùm em nha mọi người nha. Cái này đen nó bị bám bụi, nhưng mà không có sao, không có bình thường thôi. Rất là đẹp luôn. Rồi đen size 31 99.000. Đen size 31 99k giùm em ha mọi người nha. Rồi quá đẹp luôn. Rồi đen size 31 99.000. Đen 31 99k giùm em nè. Đen size 31 99.000 ha tình yêu ha. Bạn này chốt 31 lên 31 thì em 99k size 31 đen 99.000 size 31. Trời ơi. Ai chốt mã này lên mã 1 lại đi mọi người ơi. Rồi 31 cho Huyền Trang. Đi 99k. Điều bị dây giam gian. Rồi con này size 31 luôn mã 1. Rồi em tặng luôn 99.000 toàn đẹp không mà mọi người ơi. Trời ơi quá đẹp luôn á, con này đẹp lắm. Rồi mã này mã 1 lên lại mã 1 giùm em nha, 99k mã 1. Quá đẹp luôn á.
Rồi mã 1 99K size 31 mã 1, đen mung luôn nha mọi người nha. Không biết mọi người nhìn ra nó có thấy rõ không mọi người ơi. Cái màu nó không có được bình thường. Rồi mã 1 cho chị mì bánh nha. Jean dài đẹp lắm, một nữa em còn một bao quần jean lửng xịn nữa, jean xịn như vậy nè, đẹp lắm luôn. Rồi ai mua đen thì hút ngay vào liền con này nha mọi người nha. Rồi con này size 28 nè, ai mua đen thì hút ngay vào liền con này. Size 28 co giãn lên bao mạnh, 95k size 28, toàn hàng đẹp như vậy nè. Rồi 95k size 28 giùm em ha. Ai thích size 28 lên size 28 giùm em, 95.000. 28 95k ai mua đen thì hốt ngay vào liền con đó đó. Rồi con này size 29 hàng liền vai đơn giản. Rồi hàng này liền vai đơn giản nha mọi người nha. Rồi size này size 29 giùm em. Đẹp lắm. Rồi size 29 giùm em nha mọi người nha. Cái liền vai này em chốt cho mọi người 115.000 thôi. 115k nha mọi người nha. Bao đỉnh luôn ha, 115.000. Hàng này VIP lắm luôn ha, 115k size 29 giùm em. Bao đẹp nha. 115k size 29. 28 95k là cái đó không? Rồi cho chị mì bánh luôn nè. 29 115k nè, cái này của mì bánh là cái này. Cho lộn cái này nè. 28 rồi. Cái đó là 29 115.000. Đi mới coi cùng men á. Rồi 28 cho chị mì bánh. Ra hai lộn hai đơn. Quá đẹp luôn. Còn viên này đẹp không à. Viên dài xịn đẹp không à mọi người ơi. Rồi con 28 đây nè. Trời ơi VIP lắm. Rồi con này size 28 luôn nha mọi người nha. Trời ơi chịu không nổi luôn. Size 28 rất là đẹp nha mọi người ơi. Ai chúc 28 lên 28 lên tặng 95.000. Rồi mã này mã 3 giùm em đi. Ai chúc mã này lên mã 3 nha. 95k co giãn làm bao mạnh cho mọi người luôn ha. Co giãn mạnh. Ai mà trẻ trung thì chúc ngay vào liền mấy con này. Mấy con này bao đẹp bao chất cho mọi người luôn. Rồi lên đơn nha. Mã này mã 3 giùm em ha. Mã 3 95k. Trời ơi cái này nó đẹp. Mã 3 95.000. Rồi mã 3 cho chị mì bánh luôn nè. Đẹp quá đẹp luôn. Đây nè Thịnh Hương. Ai chúc con này đi chị khỏi like luôn nè. Chị đưa lên luôn cho em chốt luôn, khỏi like size 9 nè. Trong chồng em nhưng mà cái này 125.000. Cái này 125k nè. Em chịu chốt không? Chốt con này cho chồng em 125.000 nè. Cái này quần xịn nè. Đơn giản mà đẹp nè, 125k nè. Em có chốt thì chốt rồi, không chốt thì chị mới bỏ ra cho cấp chốt nha. Nếu mà chốt thì em comment, còn không chốt thì để cho là để cấp chốt. Nam, quần nam nha Hải Quyền ơi, quần nam. Quần nam nha. Còn cái này nó quá thơm thơm lắm. Cái này quá thơm thơm lắm, co giãn mạnh luôn ha. Cái này xanh đen dễ bận lắm. Xanh đen này rất là dễ bận luôn nha, xịn đét luôn. Tình Nương có chốt không? Size 29 nha mọi người nha. Size 29 co giãn là bao mạnh ha. Không chốt đúng không? À, chốt cho chị mì bánh nè. Em có chốt không Tình Hương ơi? Không chốt gì chốt mì bánh. Cho chốt không chốt thì comment lại em chị với. Ok em giúp chị mì bánh đi nè. Cái mấy màu để thấy đẹp quá đẹp luôn á. Ồ hàng da rà. Da rà xịn luôn nha mọi người nha. Nè hàng da rà nè. Da rà xịn luôn á mọi người ha. Quá đẹp quá đỉnh luôn á. Cọ cái màu này nó bụi giả men luôn nha. Size 32. Rồi hàng da rà này em tặng mọi người 135k. Trời cái màu này nó bụi giả men luôn. Nếu mà ai xài hàng xịn rồi thì nhìn mấy màu này là biết nha. Rất là đẹp luôn. Rồi 135k da rà size 32. Nè. Đập da rà nó đúng với da rà mình hay kêu là da rà đó mà tụi nó đập đúng là da rà. Rồi lên đơn nha 135k. 32 135.000. Rồi cho Huyền Trang nè. Dự bị cho Hoa Trang đi. Hoa Trang không mì bánh gì. Rồi một con 32 xịn nữa nè mọi người nè. Hàng Levi's xịn luôn. Hàng Levi's nha mọi người nha.
nè, Levi's này hãng luôn nha, 135k nè. Hàng Levi's này em bao cho mọi người luôn nha, em bao đỉnh luôn ha. Nếu mà ai xài rành là viết ngay và liền ha, 135k size 32. Hàng Levi's nha, mấy màu này là bao đỉnh á. Hàng Levi's xịn. Cái này là nếu mà hàng của em này em không bán giá này, do em nhập vô giá cao không bán giá này, còn con thanh lý được rẻ em bán rẻ. Rồi 32 này chốt cho ai nhỉ? Hai cái 32 hết hả? Hồi nãy mấy kia cũng mới, cái kia cũng 32 luôn hả? 32 luôn hả? Giá là 32 luôn nhỉ? Cái này ai chốt mã này về lên nhỉ? Em không biết ai chốt luôn á. Em không biết ai chốt con này luôn á. Bây giờ mọi người comment giùm em mã 1 đi chứ. Em không biết ai chốt luôn cho hai cái 32 liền liền á. Mọi người comment lại giùm em mã 1 nha mọi người. Sorry mọi người comment mã 1. Chị lựa giùm em hai áo sơ mi size 4X mà hay đi đơn luôn nha chị. Rồi nói chung chút xíu nữa coi chị có like em chốt giùm đi chứ còn. Ví dụ màu thì nhiều khi không biết màu gì á. Rồi mã 1, 135k mã 1. Rồi mã 135 nha Huyền Trang. Giờ cho nó công bằng. Rồi hàng ghét luôn nè mọi người nè. Hàng ghét rồi nè. Ai chưa chốt được hàng ghét lên hàng ghét nè. Hàng ghét này size 29 nha. Hàng ghét này size 39 đúng hạn luôn á. Hàng ghét này đúng hạn luôn nha mọi người nha. Rồi ai chốt lên đơn nha. Trời ơi đẹp giả mang luôn. Rồi em tặng luôn 125k. Hàng ghét này 125.000 thôi. Size 29 giùm em nha. Mấy con này màu ở ngoài đẹp lắm. Size 29 hàng ghét nha mọi người nha. Vải làm bao chất ha. Vải làm bao chất màu bao đẹp luôn nha. Rồi ai chốt mã này lên mã size 29 giùm em. Tại 29 giùm em ha, 125.000 hàng ghép rất đẹp lắm. 125k. Rồi replay em còn con size 31 nè. Replay size 31 145.000. Nói chung là em phải chốt em lên đúng cú pháp thì chị mới ra đơn được nha Trương Nhã Vi nè. Rồi lên size 29 nè. 29 Trương Nhã Vi dự bị cho Tuyên Phan. Dự bị cho Thành Hương luôn. Có số ngoài chưa? Rồi 31 nha chị mì bánh nè, cho hàng replay nha. Nếu mà ai xài rồi thì biết rồi, quá đỉnh luôn. Coi có số ngoài chẳng không? Rồi quá đẹp luôn. Còn cái này nó hơi dơ, đừng đập gấp rồi, chị mì bánh ơi. Cái này nó hơi dơ, đừng đập gấp rồi. Hơi dơ nhẹ nhẹ thôi, không cần bẩn nhiều. Cần 99.000 đi ha. Cái này nó dơ rồi, 99.000 được không nè, chị mì bánh ơi. Cái này nếu mà chị bán thì chị để cho khách chốt đi. Còn mà nếu mà chị về chị xài á, nếu mà ai mà bán thì không được, mà còn xài á thì mọi người về giặt sơ là ok nha mọi người nha. Nếu chị chốt hay comment chốt giùm em nè, chị mì bánh nè, chốt comment dơ ok 99 nha chị mì bánh nè. Dơ thì chữ dơ vô đi. Xịn lắm. Cái hàng replay đó là khỏi sợ ra màu, ra ơ, ra đồ gì trơn ha. Rất là đẹp luôn. Đầu liên toàn hàng đẹp không mà mọi người ơi, xịn đẹp luôn. Rồi con này size 30 giùm em ha. Con này size 30. Hai chiếc size 30 lên size 30 em tặng luôn 95.000. Co giãn là khỏi phải bàn nha mọi người nha. Size 30 95k giùm em. Đẹp lắm. Size 30 95.000. Ai chốt 30 lên 30 giùm em 95k size 30. Cái này mọi người chốt máy áo sơ mi cái rồi, chốt máy quần jean này là bận là hết bài luôn. Rồi con này size 29. Rồi con này size 29 em chốt 99.000 size 29. Size 29 99k toàn hàng đẹp thôi. Cái này em bán 150 vô tư luôn á, nhưng mà cái lô nào em ôm được rẻ em bán rẻ cho mọi người. Thật sự luôn nha, như cái này nè. Như mấy con này là bán 150 là vô tư luôn á. Rồi 99k giùm em á mọi ha. Rồi size này size 29 đi giùm em 99.000. Rồi 99 nha Tuyên Phan nè. Mấy màu đen nè mọi người nhớ nha, lưu ý về mọi người ngâm đi vòi nước quát đi rồi mọi người giặt mọi người bận nha. Thì nó bền được cái màu á. Nó giữ được cái màu của mọi người, nó bền, nó không có nước sao, nó không có bị ra màu. Còn mà mọi người về không biết cách giặt á, nó bị ra màu á mọi người.
là do nó có nước quát ở trong đó đó. Còn mấy hàng này là khỏi sợ nè, cái này nó quát rồi nè, nó quát bạc rồi là khỏi sợ nè. Rồi con này size của nó là size 29 luôn nè mọi người nè. Rồi comment mã này mã 5. Mã 5 size 29 có dự bị đi, dự bị. Cái đó dự bị phải từ từ. Tuyên fan nó dự bị cho Ngọc Diệu. Ngọc Diệu với Giao Giang. Rồi size 29 là 99.000. Trời ơi con này đẹp xuất sắc luôn. Con này nó đỉnh luôn, co giãn mạnh kinh khủng khiếp luôn nha. Rồi size này size 29 thì em 99k size 29. Comment mã 5 với ai chứ mã này lên mã 5 giùm em, con này đẹp lắm. Mã 5 con này là phơm dáng chuẩn luôn, đẹp luôn. Mã 5 99k. Mã 5 đây chị mì bánh nè. Rồi con này size 30. Ai chứ size 30 lên size 30 giùm em nha mọi người nha. 99k size 30. Size 30 99.000, co giãn mạnh hết luôn giùm em nha. Mấy con này là co giãn mạnh hết đó mọi người ha. Không phải là zin cô tông mà zin tung co giãn hết nha. Size 30 99.000. Size 30, ô cái này nó có size 28 nữa nè mọi người nè. Rồi chúc size 30 lên size 30 99k nha mọi người. Rồi 30 luôn nha chị mì bánh nè. Rồi em còn một con size 28 nữa nè mọi người nè. Con xịn em còn một con size 28 nha mọi người nha. Rồi chúc 28 lên 28 giùm em, 99k size 28. Thật sự quần jean nam mà chốt mà 150 là quá rẻ luôn, chứ đừng nói mà có mấy chục ngàn ha, chưa tôi là cái này 100.000. Rồi size 28 giùm em, 99.000 size 28. Size 28 99k đi tình yêu ơi. Rồi ai chúc mã này lên mã xanh. Comment mã xanh giùm em á mọi ha. Co giãn nó toàn bộ nha. Rồi mã xanh này em tặng 90.000. Con xanh này em tặng 90k. Jean thun co giãn dày dặn như vậy ha mọi ha. Rồi comment mã này mã xanh giùm em, 90k size 28. Trời cái đen nó đẹp, cái đen size 28 nó đẹp dã man luôn mọi người ơi. Cái đen size 28 đẹp lắm. Cái đen size 28 nó có 29 luôn nè, nó có đủ size nè. Nè, cái này nó có 28, 29 nha mọi người nè. Nè, con đen này nó có size 28, 29 nha tình yêu nha. Rồi 99.000. Giãn này nó giãn như vậy nè mọi người ơi. Nó là jean nè, jean siêu co giãn luôn á. Nói chung nam nó bận mà kiểu như trẻ trẻ nó bận quần jean là jean ôm đúng không? Nó co giãn mạnh như vậy nó bận rất là khoái luôn á. Rồi 28 và 29 giùm em nha, 99.000. Dày mà đẹp lắm. Con này dày mà đẹp lắm luôn nha. Rồi size 28 29 giùm em, 99k. Trời ơi, xuất sắc luôn á nè. Cái này nó bị đứt cái tan nó ra rồi. Rồi 29 cho Tuyên Phan. Rồi em còn một con 28 29 nữa nha mọi người nha, con đó cho Tuyên Phan. Rồi em còn một con 28 và con 29 nữa ha mọi người ha. Trời ơi quá đỉnh luôn. Rồi một con sụn sò nữa nè. Rồi 29 luôn cho Lương Vinh. Rồi một con 28 xịn nè mọi người ơi, 99.000, màu này quá đẹp luôn. Cái tan của nó còn gói với giấy báo với bọc ni lông luôn nè. Rồi size 28. Size 28 giùm em. Rồi comment mã này mã biển giùm em, 99k mã biển. Trời ơi cái màu của nó rất là đỉnh luôn nè, mọi người coi cái mạc của nó nè. Rồi size này là comment mã biển giùm em nha, 99k mã biển. Biển nha Thành Hương à. Rồi tiếp tục một con size 29 nữa ha. Tiếp tục một con size 29 nữa nè. 29 thì lên 29 thì mình nha mọi người ha. Rồi 29 mã này size 29. Comment mã rách giùm em nha, mã rách giùm em size 29 mã rách 99k. Size 29 mã rách giùm em 99.000, quá đẹp luôn. Rồi 99k mã rách. Ai chúc rách lên rách giùm em 99.000. Chính 99k mã rách. Mã rách ai chốt rách lên rách. Trời ơi cái này đẹp nữa nè. Trời ơi cái mã này là quần xịn luôn á nha mọi người nha. Ai không chốt là tiếc cán chịu luôn á nha. Trời ơi cái màu nó đẹp xuất sắc luôn á.
Rồi mấy màu này mà mọi người trước mà nó rất to nhưng mà màu này rất là đẹp ha mọi người ha. Ồ đẹp quá. Tay chính đó, có bằng người không? Thò cái này nó quá thơm thơm lừng luôn. Rồi cầm mấy mã này mã 14 giùm em nha. Rồi mã 14 cho Nương Vinh nè, rất cho Nương Vinh. Rồi mã này mã 14 giùm em ha mọi người ha, 99.000 mã 14, chưa bao giờ mà nó rẻ như vậy luôn á mọi người. Chưa bao giờ mà nó rẻ như vậy luôn nha. Rồi mã này mã 14 giùm em, 99k nó lộn xộn em ơi, để có chị like nha, Nguyễn nè. Rồi mã 14 99.000. Trời ơi này nó quá thơm thơm kinh khủng khiếp luôn mọi người ơi, nó quá thơm thơm dã man luôn. Rồi mã 14 cho chị mì bánh nè. Trời cái đó quá thơm thơm dã man. Lai màu đi này nha. Cái màu thì nó lai luôn. Thôi màu đi nó đi rồi nè. Em tưởng em chèn màu áo đi. Con áo này lai nhớ con áo này. Cải quá anh. Màu mới kéo rồi nè. Đang mang cái áo lấy được. Em lên chèn chèn mấy cái áo vô nha. Xen lờ. Rồi con này xanh L nha mọi người, 70k xanh L giùm em ha. 70.000 xanh L. Trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn. Xanh L 70. Rồi lên mã này lại mã 1 giùm em nha, mã 1 xanh L luôn ha. Mã 1 xanh L 70k luôn ha. Chúc mã 1 lên mã 1 màu đẹp không nha mọi người nha. Màu đẹp. Rồi L 70 cho Thịnh Hương nè. Rồi ai chứ mã này comment mã 1 lại giùm em nha. Mã 1 xanh L 70. Mã 1 nha, chứ mã này lên mã 1. Còn nha giao gian nha, còn size 31 từ từ chờ xíu thì chị lên nguyên một bao. Bao đây nè, kéo ra một bao nữa rồi nè. Một bao này là cũng phải là 100 mấy chục cái. Lên hết bao này nữa nghỉ. Còn một mà còn bao quần jean lẫn đẹp lắm. Rồi mã 1 luôn cho Thịnh Hương. Rồi con này mã 2. Ai chúc mã 2 lên mã 2. Trời ơi cái màu nó đẹp, cái vải nó đẹp. Cái vải nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi mã 2 xanh lời giùm em. Cái này chồng nó còn dừa không biết. Rồi mã 2 nha. Ai chúc mã 2 lên mã 2. Tay cũng ốm quá mà. Rồi mã 2 giùm em nha. Ai chúc mã 2 lên mã 2. Trời ơi cái màu này mọi người ơi xuất sắc lắm. Nè. Nó bị chán màu đấy chứ đẹp lắm luôn nha mọi người nha. Rồi mã 2 giùm em. Mã 2. Rồi mã 3. Mã 2 cho Thịnh Hương nè. Rồi mã 3 nha mọi người nha. Chúc mã 3 lên mã 3 nè. Mã 3 xanh L. Mã 3 xanh L nha mọi người nha. Chúc mã 3 lên mã 3 giùm em ha. Mã 3 xanh L. Ai chúc 3 lên mã 3. Rồi mã 3 cho Giao Giang. Rồi mã 4. Mã 4 xanh L luôn. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Mã 4 xanh L luôn nha, 70k đồng giá nha mọi người nha. Rồi ai chúc mã này lên mã 4 nè. Mã 4 cho mình xanh L mã 4. Ai chúc mã 4 lên mã 4. Còn mấy cái màu này đẹp. Mã 4 cho Giao Giang nè. Xanh L là xanh như 50kg. L là 50kg quay đầu à. Rồi mã này mã 5 nha. Con này là mã 5. Màu thì rất là đẹp nhưng mà vô trong màn hình không biết là cái hình nó bị lỗi màu, không biết là mọi người nhìn nó sao, bên ngoài nó đẹp lắm. Rồi mã 5. Hai chút mã 5 lên mã 5 nha, lên cái quần lửng. Tại mã 5 da Giao Giang quần lửng rồi hả? Quần lửng bây giờ trên kho lôi xuống ngợp phê lắm luôn. Nhét vô đi để lộn ha, nhét vô thì cái mã nào nhét vô mã đó, cái đó mã gì vậy? Ồ, cho mấy gấp nè, mấy áo ẹp đì rồi xếp vô nó âu xí nè, An Nhiên là âu xí nè. Còn đang nắm nó là gì? Mạng 4 nè, mạng 5 nè. Đập thùng 7, bỏ thùng 7, thùng mạng 5, nhét vô luôn. Rồi con này L mã 6. L mã 6 á mọi người ha, ai chúc mã 6 lên mã 6. Rồi mã 6 nha mọi người nha, mã 6 giùm em xanh L.
Ồ, nó đẹp. Mã 6 xanh L. Rồi mã 7 xanh L. Mã sai ngon nhỉ không mình sợ. Rồi mã này mã 7 xanh L. Mã 7 mã 7. Mã 6 cho Trương Đinh nè. Rồi mã này mã 7. Bỏ vô đi. Rồi mã này mã 7 giùm em nha mọi người nha, xanh L mã 7. Rồi con này size L mã 8. Size L mã 8 nha, mã 8 này ở sau nó có hình này rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi con này mã 8 trời ơi đẹp chưa? Rồi mã 8 ai chứ mã 8 lên mã 8 nè. Rồi con này là mã 9 xanh L luôn ha. Rồi mã 9 xanh L. Ai chứ mã 9 là mã 9 giùm em ha mọi người ha, mã 9 xanh L. Rồi mã 10. Trời ơi mấy cái sọc này nó đẹp. Rồi mã 10 xanh L, cái này trùng mẫu, cái này trùng mẫu để coi thử lôi ra là cái này trùng mẫu bọc ra. Rồi ai chúc mặt đây lên mã 10 xanh L giùm mình ha. Rồi lên tiếp quần ha. Ai hỏi lên áo size to, áo size to bây giờ nằm ở bên ngoài rồi nè. Số lượng chưa kiểm nữa. Có nha, 1m7 85kg là chốt size 5 XL là vừa nha. Chốt size 5 XL là vừa nhưng mà để nằm bao kia cái bao này không có. Bây giờ lên quần tiếp ha. Anh mình Trung Quốc bọc này thì đẹp lắm tí nha. Rồi mọi người ơi, cho xin một tim một like nha mọi người ơi. 70.000 nha Trang Trần ơi. Xin một tim một like đi mọi người ơi, thả đi mọi người ơi, thích cái like mình đang like mình nha mọi người, biết sao lấy tương tác. Rồi em lên quần tiếp nha mọi người nha. Rồi con quần này là size của nó là size 32. Chấm đi mọi người ơi, chấm đi, con quần này size 32 giùm em nè. Ai chúc 32 lên 32 giùm em ha, 99k size 32, bao đẹp bao đỉnh luôn ha. Rồi size 32 giùm em 99.000. Co giãn mạnh luôn nha. Áo size to này mai gì vui bao kia ra đi ha. Rồi lên size 32 giùm em 99.000. Size 32 99 quần riêng là toàn đẹp đẹp không à. Rồi này ai chưa chút được size 28 này lên size 28 đi nè mọi người nè. Rồi size 28 nha. Trời mấy này nó thơm kinh khủng luôn á, mấy con này thơm lắm. Nó quá thơm thơm lừng luôn. Rồi size 28 giùm em nè. 28 này 28 xịn luôn nè mọi người. Rồi 28 này 28 xịn nha mọi người ơi. Cái con này này ốc tí giá như gì vậy? Không ai biết nữa. Hồi nãy bạn nào chưa chốt được con này chốt đi nè mọi người ơi, 125k size 28 nè. 125.000 size 28 nha, co giãn bao mạnh luôn ha mọi người ha. 125k giùm em size 28, nó quá thơm thơm lừng luôn. Đẹp xuất sắc luôn nha mọi người nha. Rồi size 28 giùm em nha, 125.000. Trời ơi cái màu nó đẹp mà cái chất nó đẹp nữa nha mọi người nha. Rồi 125k size 28 giùm em nè. Rồi size 31. Rồi size 28 cho Tịnh Hương đi. Hả? Cái này giờ uống không bớt hả? Rồi size 31 135k, size 31. Size 31 135.000. Đá đổ hả? Rồi ôi nhanh chạy vô áo hết trơn rồi. Xùm, uống tại này đi qua mà cũng chịu nhắc nó. Được chứ dạ, cái vẻ đó đấy. Vẻ nào? Cái gì vậy sao? Chờ một xíu nha mọi người nha. Thôi để tấm áo quăng lên đi, áo xanh kìa, thục áo xanh lên.
để cũng biết có báo quăng lên nữa, cứ để im vậy trời. Rồi con này size 31 thì em này 135k rồi này, bạn nào chưa chốt được thì chốt nha. Size 31 nè. 135k màu này rất là đẹp ha mọi ha. Size 31 135.000. Rồi mã này mã 01. Ai chúc mã này lên mã 01 nha. Còn khoảng size 34 á, bầu trời đêm ơi, size 34 nha. 34 35 là vừa ha. Rồi con này size 31 nữa nè mọi người nè. Rồi con này size 31 hàng Burberry nè. Burberry size 31 nha mọi người nha. Rồi ai chút lên đơn nè. Rồi anh tặng luôn con này 99.000. 99k size 31 quá xịn luôn. Rồi đừng có dính ngay đó đừng không vậy. Sao tôi thấy ông với con chó là nó cứ phi nhớt nhớt sao. Hút lên nha cho nó gọn như sao. Để đổ như vậy là nó thật cho áo một cái là xong phim như sao. Rồi cái này size 31 thì em ai 99k size 31. Rồi da rà này, da rà nó có 2-3 con nè mọi người nè. Da rà nọ này ai chưa chốt được là chốt nè. Ai chốt quần jean dài nữa không nè, để em biết đường em qua mẫu. 31-99 nha Giao Giang nè. Rồi con này size 29 với size 31 hàng da rà nè. Size 29 với size 31 hàng Zara nha mọi người nha. Này Zara xịn này 135k giùm em ha. Size 29 và size 31 135k. Áo thun mà áo thun giờ bao kia chưa kiểm nữa, để chị kiểm bao kia rồi chị mới like được. Dính số lượng rồi qua. Mệt luôn. Thôi để ngày mai em kiểm em like bao kia cho. Tiêu cũng đến từ đầu này nó chịu đếm bây giờ nó lộn xà ngầu em biết cái đường nào luôn. Rồi size 31 nha Thương Nhã Vi nè. Hàng da ra nha mọi người nha. Đẹp như vậy nè. Xịn đét luôn nha. Rồi size 31 nha Thương Nhã Vi. Rồi size 29 nha chị Mì Bánh. Rồi ghi luôn cái Thương Nhã Vi dự bị cho chị Mì Bánh luôn đi. Thương Nhã Vi á chuẩn bị cho mì bánh luôn. Size 31 đó của Trương Nhà Vi á, ghi bị gì mì bánh. Gọn này của chị mì bánh nè. Bỏ để nó rồi nó lộn nè. Đưa rồi nó chị đẹp mà. Đó cái này của chị mì bánh nè. Còn kia của Trương Nhà Vi vừa ghi vô dự bị cho chị mì bánh luôn. Rồi con này size 31 luôn giùm em nha mọi người nha. Ai chúc 31 lên 31 giùm em nè, 95.000 em tặng 95k size 31. Rồi mã này là mã 3 đi. Mã 3 size 31 quần nam nha, hậu quần nha, quần nam. Quần nam nha. Rồi size này size 31 luôn giùm em nha, 95k size 31. Quần nam á. Rồi 95k nè, size này size 31 giùm em ha. Size 31 95.000. Rồi đây 125k còn con size 29 nữa nè mọi người nè. 125k. Máy này nó quá thơm thơm dạ mang luôn. 125k nè. Size này size 29 nha mọi người nha. Trời đẹp lắm. Rồi 31 nè. Cái gì vậy? Chém quá là sao? Minh Nguyễn nè, nằm con bi an hì với A Lị nè. Yến Thư gọi chiều gọi điện không nghe máy đúng không? Gọi điện cho chúng, vô thay bao không à, gọi điện thoại thay bao không? Yến Thư không chốt đơn nữa nha, chiều giờ gọi mà không có thơ bao không liên lạc được không à, không chốt đơn nữa nha. Chiều giờ gọi nhiều cuộc lắm nhưng mà thơ bao không liên lạc được. Rồi xe 29 cho mì bánh nè. Chị gọi 5 cuộc luôn nha, em gọi như 5 cuộc nhưng mà không nghe máy. Không thôi bao không liên lạc được.
Rồi đây chị mì bánh. Rồi con này size 31 mọi người ơi, 31 và 32 này, con này nó có 31. Rồi con này size 31 nha, con này đặt line lên rất là đẹp nè. Rồi ai giúp size 31 nữa lên size 31 ha. Em chuyển khoản cọc luôn đi, em vô em lựa thêm miếng nha. Yến Thư ơi, lên trên trang nó có số tài khoản gì trên trang á. Em vô em cọc 100 ngàn đi rồi em lựa nha. Vô cọc giùm chị 100 ngàn size 31 giùm em ha. Cho chị rồi nhá, chị mì bánh 3195k có cho chị rồi nha. Một cái đó là nhiêu ạ? 125 á, còn 95k là cái kia nè. Rồi con này em tặng luôn nha mọi người ha. Con này nói chung là mấy con này xịn lắm. Rồi size 31 luôn giùm em nè. Trời cái này nó phăng rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi lên size 31 giùm em luôn, 95.000 em tặng luôn 95.000 size 31 nữa nè. Size 31 95k. Số điện thoại em mà không liên lạc gì là sao? Minh Nguyên là comment cái gì ạ? Minh Nguyên comment gì ạ? Số điện thoại em mà không liên lạc được là sao? Rồi ok chị, rồi ok em nha. Em nhắn qua ở trên cái trang của chị nó có số tài khoản á, em nhắn lên trên đó, một là cọc là em mua càng em càng em chụp qua cho chị, còn hai là em chuyển khoản cọc với chị 50k nha. Cái này là size 3195 nè, rồi luôn cho chị mì bánh nè. Cái này zin dài nó nhiều quá Hậu Quỳnh ơi, zin dài nhiều lắm cưng ơi. Rồi con này size 30 nha. Ai trước 30 lên 30 giùm em xả luôn 95.000. Size 30 em xả luôn 95k. Trời đẹp quá trời luôn ha. Size 30 95. Xịn quá trời luôn. Size 30 95.000. Ai trước mặt này lên mặt xám đi, xám size 30 95k. Ai muốn chốt size to thì từ từ nha mọi người nha. Hồi nãy có bạn nào hỏi size mà size 85kg là còn không nè. Bạn nào hỏi size 85kg nó còn không? Còn em lên size to cho nè. Rồi cái màu biển này nè, nó bỏ ra nó hơi bụi, màu biển này size 31 nha. Đúng rồi. Mỗi gì nữa ta thẳng. Rồi cái mã này mã biển giùm em nè, hơi dơm tặng 90.000 size 31. Rồi mấy mã này mã biển nha, mã biển size 31 em tặng 90.000 nha. Nó hơi bụi bụi em tặng 90.000. Rồi mấy mã này mã bụi 90k. Rồi sáng nha, Tiêu Phan nè, Tiêu Phan cũng cọc nhìn nha chị nha. Nói chung là khách mới là cọc hết nha. Rồi cái này size này là size 31 nha. Mã bụi em tặng 90.000. Chỉ cần mọi người giặt sơ là ok, do hàng xốp thì nó để nhiều cái nó bị bụi á. Rồi con này đen nè. Hồi nãy Giao Giang hỏi 31 nè. Biển 31 cho Hậu Quỳnh nè. Em vừa không hả? Ai biết em bận size nhiêu? Hậu Quỳnh em bận size nhiêu sao chị biết được? Sọc rin bây giờ nằm trên kho rồi, phải đưa xuống nữa. Sọc rin xịn xịn không à. Còn một bao quần sọc rin xịn nha mọi người nha. Em còn một bao sọc rin xịn nữa, đẹp lắm. Em like giá rẻ cho mọi người luôn. Hậu Quỳnh giờ có chốt không? Chị chốt cấp tới giờ chị không biết em nhiêu ký. 66kg size 31 vừa không nè. 32 chứ 31 vừa đâu, 32-33 á. Chào con mấy sông mấy thì mờ thì sao vừa 33 á, em phải 33 nha. Rồi vậy là chúc ra Giao Giang đi. 31 đó giờ chúc Giao Giang. Nó mấy sông 7, sông 8 cũng vừa đâu, phải 32 đi. Rồi cái này size 31 này, ai chúc đen lên đen giùm em tặng một con này 99.000 thôi. Con này quá đẹp luôn nha. Rồi ai chúc mã này lên mã đen 99k. Cái này size 31, ai chốt đen là đen 99.000. Nè, ta đã thấy ngay đó rồi mà còn bóc nữa hay ghê. Rồi lên giùm em nha, 99k nè, mã đen này size 31. Cái này đẹp lắm, cái này nó siêu co giãn luôn á. Rồi lên size 31 đi tình yêu ơi. Trời ơi, nó giãn mạnh kinh khủng khiếp luôn nha. Rồi size 31 nha. Ừ, đúng rồi em. Em cặp cạc gì theo chị đi nha, 31 nha Giao Giang nè. Rồi còn một con nữa nha mọi người nha, 31 99k. Nói chung là
nó màu đen, nhưng mà cái này là mã rách nè. Chú mã này là mã rách giùm em nha, mã rách 31 em tặng 99.000 luôn. Nói chung mấy con này là quá xuất sắc luôn á, không bao giờ mọi người nhận cái hàng về mọi người chỉ có phê thôi. Cái này hàng cao cấp nha, siêu co giãn luôn á. Cái này nhập vô giá vốn là phải trên 200.000 nha, nhưng mà mọi người mua được cái giá có mấy chục ngàn là quá rẻ. Nó vô shop nó bán 300 mấy, nó nhập về là phải trên 200, nó bán cho mọi người phải 300 mấy, shop lớn nó bán 400 mấy luôn á. Còn mê mã này mã đen rách giùm em nha, 99k mã đen rách. Đen rách 99.000. Ai chúc đen rách là đen rách 99. Rồi con này size 28. Size 28 nha mọi người nha. Trời mấy màu này đẹp ghê. Trời mấy màu này xịn nó đẹp. Rồi size 28 99k luôn giùm em nè. Toàn là quần nào quần xịn coi giãn mạnh lắm. Size 28 99k. Rồi con này size 30 ha. Ai chúc 30 lên 30. Rồi size 30 thì em luôn 99.000 size 30. Rồi đây em còn một con 125k, còn con nữa đây mọi người ơi. Chấm ABC lên đi mọi người. Chấm ABC, DD gì đi mọi người ơi. Rồi hồi nãy Ngọc Diệu chưa chốt được con này đúng không? Chốt đi nè, size 28 nè, 125k nè. Size 28, 125k nha. Nói chung toàn bộ là siêu co giãn không ha mọi người ha. Size 28, size 29 luôn nè. Con nó có đủ mà bây giờ nó nằm lộn xộn không có phân ra. Nãy Ngọc Diệu chốt chưa được nè, Ngọc Diệu còn đang xem không nè. Kaki giờ nằm ở trên kho rồi em ơi. Size 34 hả? 34 rồi này. Nó lộn xộn mà. Ngọc Diệu đâu rồi? Nè 29 cho Ngọc Diệu nè, quá đỉnh luôn. 29 cho Ngọc Diệu nè. Rồi em còn một con size 28 thôi nha. Còn một con size 28 125k, còn con size 28. Cái này quá thơm thơm dạ men. Quá thơm thơm lắm mọi người ơi. Đang ráng like hết tao một đêm nghỉ mai like nha mọi người đây nè. Đây em còn một con size 30 hàng trơn nè. Hàng trơn hàm red play nè mọi người nè, 145k. 145k nha. 145k hàng red play size 30. Rồi 30 145.000. Rồi 28 cho Mai Nguyễn nè. Co giãn, cái đó co giãn mạnh á Ngọc Diệu ơi. Co giãn mạnh, nếu mà 60kg mà cao á, cao 1m7 trên 7 là vừa nha. Rồi con này size 30 hàng replay giùm em 145k. Hàng replay là em bao cho mọi người luôn, lâu lâu chứ không có hàng đâu ha. Cái con này không có hàng đâu. Rồi 145k size 30 hàng replay mọi người nha. Không được nha Tiên Phan ơi, vậy thì em cập luôn đi chứ còn qua ngày mai. Ngày mai bây giờ gọi điện mà tối mai em về là buổi chiều. Buổi chiều là người ta làm đơn mà buổi sáng người ta làm đơn mà bây giờ tối em mới về thì sao được, điện thoại không nghe máy sao được. Vậy Tiên Phan. Không nghe máy sao được. 30 cho Mai Nguyễn. Còn bây giờ là mấy cái đơn mà của Tiên Phan này có dự bị nhiều lắm luôn á. Người ta chốt rồi Quân Ngọc ơi. Rồi ai chúc mã này lên mã đen nha. Bây giờ còn không thì bây giờ em mua đi. À mà bây giờ em nhờ người ta mua giùm. Trời túi này sâu ghê. Cái này á ai hình như là lúc mình có mình bỏ đi ngày mai về ngày mai mất đi.
Rồi ai chúc mã nào comment mã đen. Rồi đen này cũng size 30 co giãn ha. Rồi đen này size 30 co giãn em tặng luôn 95.000. 95k mã đen size 30 95. Ai chúc đen là đen 95k size 30 nè. Đen 95. Rồi ok nha, sáng mai em đi làm thì trước khi em đi làm thì em chỉ cần em mua cái cạc xong rồi em cào, em chụp em gửi qua cho chị là được em ha. Mua cạc Viettel á, em cào xong em chụp em gửi qua cho chị rồi là cứ em gửi luôn cái thông tin địa chỉ của em luôn ở trên trang nha chị luôn, rồi có gì đi đơn cho em luôn nha. Nói chung là như vậy cho nó dễ ha. Rồi con này size của nó là size 29 nè. Ai chút size 29 lên size 29 giùm em ha, 95.000 size 29. Size 29 95k mọi người ha. Phải đẹp lắm, size 29 95.000. Rồi cái đen này đẹp lắm nè, mai chút hả? Rồi đen này đẹp lắm nè. Size 32 nè mọi người nè. Rồi ok em ha. Rồi size 32 luôn giùm em ha. Rồi tặng luôn 95.000 size 32. Trời ơi mấy con này đẹp lắm. Rồi size 32 95k. Nói chung mọi người mua giá lẻ mà còn rẻ hơn giá sỉ gấp mấy lần luôn. 29 nha chị mì bánh nè. Cái đó nó cái sau á, cái sau. Ủa? Là cái trước 29. Rồi cái này size 32 giùm em á. Ai chúc 32 lên 32 nè. Rồi 32 95.000. Size 32 95. Rồi con này còn con size 29 thế này mọi người nè, size 29 giùm em luôn nha. 28 lên 8 29 95k. Rồi comment mã xám size 9 95.000. Đây nè, nãy bạn nào chốt cái này chưa được nè, nãy có một bạn này chốt cái này nè. Còn mỗi nha, cái này chắc 34 vô mấy cọc 34 lai, mấy cọc 34 đi rồi ok chờ xíu ra mấy cọc 34 nha. Rồi cái này size 29 nha chị Khánh Đoan nha. Cái này em còn con size 925.000 nè. Rồi 125k cho chị Khánh Đoan nè. Rồi ghi dự bị luôn cho Mai Nguyễn đi. Nào ghi dự bị cho Mai Nguyễn. Mai Nguyên nó không giấu. Mai Nguyên không giấu. Rồi em lên cọc size 34 nha mọi người nha. Lên 34, 35 nha, em có size 38 luôn nha mọi người nha. Em có size 38 luôn á mọi người ha. Rồi ba này 35. Size này là size 35 nha mọi người nha. Em tặng 95.000. Size 35 này em tặng 95k nha. Sao hết người xem rồi trời. Rồi size 35 95.000 giùm em nè. Rồi comment mã này mã size 35 95k co giãn hết nha mọi người nha. Co giãn hết nha, màu rất là đẹp luôn ha. Rồi size 35 95.000. Comment mã size 35 95k giùm em ha. Jean co giãn nha, size 35 95.000. 34 35 này nó nhích hơn con tí xíu thôi à, Phương Võ ơi. Không ảnh hưởng con ăn thua gì đâu. Nó không có ăn thua đâu, nó nhích hơn con phân một mà. Như ví dụ mà có hơi rộng hơn xíu thì cũng ok thôi. Nó nhất là có một phân thôi à, dễ bận mà. Rồi comment mã này mã biển size 35 nhìn em luôn ha, 95k mã biển. Mã biển size 35 95.000. Rồi chúc mã này lên mã biển hay size 35 này 95k mã xanh biển nha. Ai biết xanh biển lên xanh biển 95.000. Ca chốt không? Ca chốt không em qua luôn, còn mấy con online. Có cột lại như mặt á. Rồi 35 nữa nè mọi người nè. Rồi 35 nha mọi người nha, 35 dùm em luôn ha. 35 95.000 rồi mã này mã ai chúc mã này là comment mã 5 đi. Mã 5 size 35 dùm em nha.
mã 5 size 35. Đây chứ mã 5 lên mã 5 cổ này. Cái chút 3738 thì ông nha mọi người nha. Cái chút size to không comment nha. Có 33 nữa nè, cái chút thêm 33 không. Em có 36 luôn ha. 36 luôn. Cái chút size gì để comment nè. Em lên cọc xe 34 nè. Rồi mã 595K cho Võ Kiều Phương nè. Mã 5. Mã 5 như nhỏ Trinh. Nhỏ Trinh ơi lên giá tiền chị đi nè. Nhỏ Trinh ơi lên giá tiền nè. Mã 5 nè. Như nhỏ Trinh 95 ngàn đi. Rồi tay 34. Có hai con nó lên này rồi. Này chị cái bao của nó bỏ ấy đi lấy hút cái kia. Chị nó ngéo. Rồi cái nhà tin 95 ngàn đi để quên. Rồi cái này là size 34 nha mọi người nha. Size 34 dùm em, mã này mã 6. Size 34 mã 695K size 34 nha mọi người nha. Trời màu này đẹp quá nè. Rồi mã 6 thì em size 34 nha, co dạng nha mọi người nha. Mã 6 size 34 95 ngàn. Hai chút mã 6 lên mã 6 thì em nha, size 34 95K mã 6. Mã 6 size 34 95K. Hai chút mã 6 lên mã 6 size 34 95. Còn cái này. Eo 92. Có ra chốt lượng chút nữa em nghỉ mùa em mệt á. Hôm nay cái like ít là sao mệt vậy ta. Eo này eo 92 á. Trời cột 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 cột. Ai còn đang xem chấm thì em coi thử coi ai còn đang xem để biết được em like nè mọi người ơi. Có còn ai đang xem không? Cho em xin một chấm đi mọi người ơi. Sumi chắc ngày mai kiểm mới like được à em ơi. Do cái kiểu như là hàng này về số lượng rồi bây giờ không kiểm á, tới hồi bây giờ một bao nó ra không bao nhiêu hàng hết trơn á. Là anh Trạng là kiểu như like cái kiểu này là lỗ, không có lời luôn. Thành nên là để ngày mai dự lại kiểm lại mới được. Nó đổ một bao áo ra, nó kêu có trăm mấy chục cái thì coi chết luôn. Một bao áo nó dự trong bụng là phải 200 cái, là tính ra có trăm hai mấy cái là bán giá đó là lỗ. Mà có đếm lộn hay sao á. Rồi để ngày mai kiểm mà rồi mới ấy. Rồi phải từ từ nha. Phải từ từ. Lên cái mã 6 để cho Võ Kiều Phương đi. Chu hàng nhiều quá bây giờ không hứa được cái gì luôn mọi người ơi, hàng nhiều lắm. Ai muốn like thêm nguồn riêng không? Em muốn like thêm buồn riêng cho mọi người hoặc là ngày mai like đi. Hôm nay like quá sao đâu like quá. Thôi mai like nha mọi người, em nghỉ nha mọi người nha. Rồi bye bye mọi người, hẹn mọi người ngày mai nha. Rồi bye bye, bye bye, chúc mọi người ngủ ngon ha.